Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 576, giết chết trong nháy mắt. Chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên rời khỏi phủ thành chủ. Trong một góc vắng nào đó ngoài phủ thành chủ, sắc mặt Diệp Huyên vô cùng âm trầm, bởi vì hắn đã kiểm tra toàn bộ phủ thành chủ nhưng không có bất kỳ manh mối nào cả. Sau đó hắn mới nghĩ ra một món chí bảo như vậy chắc chắn Lục Phong sẽ mang theo trên người. Muốn chiếm được đỉnh vạn khí thì nhất định phải xử lý Lục Phong trước. Nhưng Lục Phong đã đạt tới ngự pháp cảnh chân chính. Ám sát. Trong đầu Diệp Huyên hiện lên hai chữ này, hắn không do dự một giây nào, quyết đoán lựa chọn phương thức ám sát. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyên thêm một lần nữa âm thầm tiến vào phủ thành chủ, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã tìm được nơi ở của Lục Phong, trong đó không có ai cả. Diệp Huyên đứng trong góc phòng quan sát bốn phía xung quanh, cuối cùng hắn lựa chọn đứng ở cửa. Chỉ cần Lục Phong vừa mở cửa là hắn sẽ đứng đối diện với Lục Phong. Tay phải của hắn cầm chặt thanh kiếm, hắn không dám thả kiếm ý và kiếm thế của mình ra, thế nhưng hắn nhất định phải thả toàn bộ kiếm ý và kiếm thế của mình ra ngay khi ra tay, chậm hơn một chút cũng không được. Nhất định phải giết chết Lục Phong chỉ trong một đòn. Nếu không thì hắn sẽ bị vây công. Bên trong phủ thành chủ có ít nhất 3 tên cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Một khi bị vây công thì rất khó thoát thân. Chờ. Hiện giờ điều hắn cần làm là chờ đợi. Cứ như vậy, Diệp Huyên không hề nhúc nhích, như một pho tượng ở sau cửa. Một buổi tối qua đi, Lục Phong vẫn chưa trở về, Diệp Huyên vẫn đứng ở đó. Đêm ngày hôm sau, Lục Phong vẫn chưa trở về, Diệp Huyên cũng không rời đi, đứng đó chờ đợi. Ngày thứ 3 qua đi. Ngày thứ 4 qua đi. Cứ như vậy, thẳng tới ngày thứ 5, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Diệp Huyên vẫn không hề nhúc nhích. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc này Diệp Huyên đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân đã đi tới trước cửa. Đúng vào lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên từ ngoài cửa phòng, các hạ là ai? Vì sao lại ở trong phòng ta? Nghe vậy, đầu óc Diệp Huyên hoàn toàn trống rỗng. Bị phát hiện rồi sao? Sao lại bị phát hiện ra? Ngay khoảnh khắc này, vô số suy nghĩ lướt qua đầu Diệp Huyên, rất nhanh sau đó, Diệp Huyên cưỡng ép bản thân tỉnh táo. Không thể nào! Lục Phong tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Người đứng trước cửa chính là Lục Phong. Lục Phong vừa bước một chân vào trong phòng thì không rõ hắn ta cảm nhận được cái gì, sắc mặt Lục Phong lập tức thay đổi, định thu chân về sau. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh kiếm từ trên đỉnh đầu Lục Phong chém xuống. Một kiếm này không có bất kỳ dấu hiệu báo trước gì cả. Nhất kiếm định sinh tử. Ngay khi Lục Phong bước chân vào trong phòng thì Diệp Huyên đã thi triển ra nhất kiếm định sinh tử, hơn nữa trong khoảnh khắc này hắn cũng đã phóng thích toàn bộ kiếm thế và kiếm ý của mình ra ngoài. Đối với Lục Phong thì một kiếm này quá bất ngờ, quá kinh khủng. Vào thời khắc sống chết ở ngay trước mặt, Lục Phong theo bản năng đưa hai tay lên trên ngăn cản. Kiếm chém xuống. Phụt. Hai tay Lục Phong lập tức bị chém đứt. Kiếm chém thẳng xuống. Lục Phong điên cuồng lùi về sau, nhưng thứ lùi lại chính là linh hồn chứ không phải thân thể. Phụt. Dưới một kiếm của Diệp Huyên, thân thể Lục Phong lập tức bị chém nát. Nhưng linh hồn của hắn ta có thể lùi về sau 10 trượng, tránh thoát một kiếm chí mạng này. Vào đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xông thẳng về phía trước, sau đó tung ra một kiếm. Nhất kiếm định hồn. Kiếm này nhắm vào linh hồn. Sau khi Lục Phong mất đi thân thể, thực lực đã suy giảm nhiều, hiện giờ sao hắn ta có thể chống lại một chiêu kiếm chuyên dùng để tấn công linh hồn của Diệp Huyên được. Khi phát hiện ra được sự kinh khủng của chiêu kiếm này, Lục Phong sợ hãi tột độ, muốn trốn chạy nhưng tốc độ kiếm của Diệp Huyên còn nhanh hơn. Phụt. Một thanh kiếm xuyên qua giữa trán của Lục Phong, thân thể Lục Phong lập tức trở nên hư ảo. Diệp Huyên dừng lại, tay phải ngoắc một cái. Chiếc nhẫn chứa đồ trên tay Lục Phong bay vào trong tay hắn, ngay sau đó, hắn như một bóng ma, biến mất khỏi nơi đó. Ngay khi hắn biến mất, hai ông lão đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Khi thấy thi thể Lục Phong nát vụn ở gần đó,
Hai ông lão nhìn nhau một cái, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Chương 577, các hạ còn muốn giết ai nữa? Mồ hôi lạnh. Hiện giờ trên trán hai người không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống. Bởi vì khi nãy sau khi họ nghe thấy một tiếng kiếm ngân thì đã lập tức chạy tới nơi này, đáng tiếc là khi tới thì Lục Phong đã chết. Thời gian từ khi tiếng kiếm ngân vang lên đến khi họ tới chưa đầy nửa hơi thở. Trong thời gian nửa hơi thở, có người giết chết Lục Phong. Là ai giết Lục Phong? Tiếng kiếm ngân. Không cần nghĩ, chắc chắn là Thương Kiếm Tông. Hai ông lão vừa nghĩ tới đây, vội vàng xoay người rời khỏi. Bên ngoài thành, sau khi Diệp Huyên tới một nơi không người thì dừng lại, gương mặt vô cùng hưng phấn. Giết trong nháy mắt. Hắn mới giết chết một vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính chỉ trong nháy mắt. Giết trong nháy mắt đó. Trước đây hắn chưa từng ngờ rằng mình có thể giết chết cường giả ngự pháp cảnh chân chính trong nháy mắt, chưa từng nghĩ tới luôn đó. Trước đây khi nhìn thấy cường giả ngự pháp cảnh chân chính, hắn sẽ lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng khi nãy Diệp Huyên hắn dùng hai kiếm đã chém chết một vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Nói không hưng phấn thì chắc chắn là giả. Nhưng sau cơn hưng phấn thì phải tỉnh táo. Hắn ám sát một vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính chứ không phải giết chết trong nháy mắt. Vừa nghĩ tới đây, nụ cười trên gương mặt Diệp Huyên dần tắt. Nếu như một trọi một chính diện thì chắc chắn hắn không thể dễ dàng chém giết một vị cường giả ngự pháp cảnh chân chính như khi nãy. Hơn nữa có đánh thắng hay không còn là một vấn đề khác. Một vấn đề rất lớn. Một lúc sau, Diệp Huyên lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa, dù sao đối với hắn mà nói thì hiện giờ hắn đã không phải sợ cường giả ngự pháp cảnh chân chính nữa rồi. Diệp Huyên vội vàng lấy nhẫn chứa đồ ra, sau khi nhìn thấy những thứ trong nhẫn chứa đồ, Diệp Huyên sừng sờ tại trận. Tay của hắn đang run rẩy. Bởi vì bên trong nhẫn chứa đồ có hơn 5 tỷ linh thạch cực phẩm, ngoài đó ra còn có một món linh khí bậc thiên. Đó là một thanh đao, đao dài chừng 4 thước, hơi cong, toàn thân tỏa ra hào quang màu xanh sẫm, trên lưỡi đao lóe lên ánh sáng đỏ. Ở chuôi thanh đao này có hai chữ màu đen rất dễ thấy, phá thiên. Báu vật bậc thiên. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, thanh đao này đúng là thứ tốt, tiếc là hắn không cần. Nhưng sau này có thể bán đi hoặc tặng người khác. Diệp Huyên cất thanh đao phá thiên này đi, tiếp tục kiểm tra nhẫn chứa đồ. Ngoài một thanh trường đao bậc thiên ra, bên trong nhẫn chứa đồ có chừng hơn 1000 tử nguyên tinh. Thật ra tử nguyên tinh và linh thạch cực phẩm không thể trao đổi lẫn nhau được, bởi vì tử nguyên tinh quá hiếm thấy, nếu như là bình thường thì không có bất kỳ ai muốn dùng tử nguyên tinh đổi linh thạch cực phẩm cả, người có linh thạch cực phẩm nhiều khi cũng không muốn đổi tử nguyên tinh. Bởi vì nếu như đổi thì tỷ lệ trao đổi quá kinh khủng. Không hề có lợi. Bởi vậy tiền tệ thông dụng được các tu sĩ sử dụng ở thanh thương giới chính là linh thạch cực phẩm. Nếu như đạt tới cấp bậc ngự pháp cảnh và ngự pháp cảnh chân chính thì tiền tệ thông dụng sẽ đổi thành tử nguyên tinh. Nếu như đổi 1000 tử nguyên tinh thành linh thạch cực phẩm thì đổi được 5 tỷ linh thạch cực phẩm là hoàn toàn được. Nhưng Diệp Huyên cũng không định đổi, bởi vì hiện giờ hắn cũng đang cần tử nguyên tinh. Diệp Huyên cất tử nguyên tinh đi, tiếp tục dò xét, ngoài tử nguyên tinh ra thì trong nhẫn chứa đồ còn có thiên tài địa bảo, ước chừng hàng trăm loại, đều là tiên thảo linh đan, quý giá vô cùng. Nói tóm lại trong nhẫn chứa đồ không hề có thứ rác rưởi gì cả. Lời to rồi. Diệp Huyên hưng phấn dầm chân. Nhưng chuyện này cũng rất bình thường, dù gì Lục Phong cũng là một vị thành chủ, giá trị bản thân đương nhiên không hề nhỏ. Điều đáng tiếc duy nhất chính là bên trong nhẫn chứa đồ không hề có đỉnh vạn khí. Không có đỉnh vạn khí. Diệp Huyên nhíu mày lại, chẳng lẽ tình báo của Chiến Thiết sai hay sao? Diệp Huyên đứng nguyên tại chỗ im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định đi thêm một chuyến. Bởi vì nếu như hắn có một hộp kiếm bậc thiên thì chắc chắn lực chiến sẽ tăng lên trên diện rộng. Phi kiếm là thế mạnh của hắn, nhưng hiện giờ hắn thiếu một chiếc hộp kiếm tốt. Diệp Huyên âm thầm tiến vào trong phủ thành chủ, hiện giờ lòng người ở phủ thành chủ đang bàng hoàng, rối loạn vô cùng. Thành chủ bị giết chết, có ai không hoảng hốt chứ? Dù Lục Phong chết nhưng hắn ta vẫn có vợ có con, hiện giờ người đang chủ trì tang sự của Lục Phong chính là người con thứ hai của hắn ta, Lục Kiều. Trước linh đường,
Lục Kiều lặng im quỳ tại đó, không biết là đang suy nghĩ gì. Nhưng vào lúc này, có mấy người đột nhiên xuất hiện trong linh đường. Người tới chính là Mạc Tu của Liên minh hộ giới. Mạc Tu đi tới trước linh đường, ông ta liếc nhìn chiếc quan tài, nhíu chặt mày. Giết chết cường giả ngự pháp cảnh chân chính trong nháy mắt. Chẳng lẽ đại sư huynh của Thương Kiếm Tông quay trở về sao? Nghĩ tới đây, đồng tử Mạc Tu co rút lại, ngay sau đó ông ta xoay người rời đi. Rất nhanh sau đó, mấy người biến mất khỏi linh đường. Tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi đám người Mạc Tu rời đi, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Kiều, nhưng hiện giờ hắn đã mặc một chiếc áo choàng xám trên người, không ai nhìn thấy được gương mặt thật của hắn cả. Khi thấy Diệp Huyên xuất hiện, Lục Kiều nhìn hắn, mặt không cảm xúc. Trong lòng Diệp Huyên cảm thấy kinh ngạc, người này rất bình tĩnh đó. Một lúc sau, Lục Kiều đột nhiên lên tiếng, các hạ còn muốn giết ai nữa? Diệp Huyên bình thản đáp, đỉnh vạn khí, ta cần thứ này, chỉ cần đưa nó cho ta, ta sẽ rời khỏi. Nếu không đưa thì sao? Lục Kiều hỏi. Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Phụt. Một cánh tay của Lục Kiều bay thẳng ra ngoài. Chương 578, chủ yếu là vì ngươi quá ngu xuẩn. Diệp Huyên cười đê tiện, ta thích nhất kẻ nào kiên cường như ngươi, ta hỏi một câu cuối cùng, có đưa hay không? Tin ta đi, nếu trả lời không tốt thì đó sẽ là câu nói cuối cùng của ngươi. Lục Kiều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngay khi Diệp Huyên định ra tay thì hắn ta lên tiếng, ở trong các. Diệp Huyên lại chém ra một kiếm. Phụt. Lại thêm một cánh tay của Lục Kiều bay ra ngoài. Lục Kiều nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sao ngươi biết ta đang nói dối? Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hỏi, ngươi nói dối hả? Ta không biết mà, ta chỉ tiện tay chém một cái mà thôi. Nghe vậy, Lục Kiều tức giận, gương mặt trở nên dữ tợn. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, có muốn sống hay không? Muốn thì hãy giao ra đây. Lục Kiều cười lạnh, cho dù ta nói thì ngươi cũng không để cho ta sống. Diệp Huyên đột nhiên nói, ở trên người ngươi. Nghe vậy Lục Kiều lập tức ngẩn ra, ngay sau đó hắn ta vội vàng nói, thần vật như vậy sao có thể đặt trên người ta được. Diệp Huyên cười đáp, cũng chính vì nó quá quý giá vậy nên chắc chắn ngươi sẽ giữ bên người. À! Lục Kiều đột nhiên gầm thét, sau đó một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn ta tỏa ra ngoài. Đúng lúc này, kiếm của Diệp Huyên chém xuống. Ầm. Dưới một kiếm này, khí tức trên người Lục Kiều lập tức biến mất không thấy đâu nữa, cùng lúc đó, thân thể Lục Kiều đã bị chia thành hai nửa. Máu tươi và nội tạng trộn lẫn vào nhau. Tay phải Diệp Huyên ngoắc một cái, nhẫn chứa đồ của Lục Kiều lập tức bay vào trong tay hắn, hắn kiểm tra bên trong, quả nhiên có một chiếc đỉnh khổng lồ cao tới hai trượng. Đỉnh vạn khí. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ đi, sau đó đang định rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, Mạc Tu khi trước đã rời khỏi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ở sau lưng Mạc Tu còn có bốn tên cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Đã đi rồi quay về. Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không biết các hạ là vị phong chủ nào của Thương Kiếm Tông. Diệp Huyên cười lạnh, sao hả, muốn trả thù à? Mạc Tu bình thản nói, lộ ra gương mặt thật đi, ta. Đúng lúc này, khí tức xung quanh cơ thể Diệp Huyên đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Sắc mặt đám người Mạc Tu lập tức thay đổi. Bởi vì Diệp Huyên còn đứng ở trước mặt bọn họ nhưng bọn họ không thể cảm nhận được Diệp Huyên. Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, là ngươi. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Tu, ngươi vĩnh viễn không thể biết được bản thân mình yếu ớt tới mức nào. Nói xong, hắn đi vòng qua Mạc Tu, đi ra bên ngoài. Trong điện, sắc mặt Mạc Tu thay đổi, đột nhiên ông ta quay người lại, nếu các hạ lợi hại như vậy thì xin các hạ hãy chỉ giáo. Diệp Huyên dừng bước, sau đó nói, ngươi có biết vì sao khi ngươi đạt tới ngự pháp cảnh chân chính lại khó lòng tiến lên nửa tấc hay không? Mạc Tu đang định ra tay cảm thấy do dự, không biết ma xui quỷ khiến như nào, ông ta nói, vì sao? Diệp Huyên đáp, bởi vì trong lòng ngươi có ma chướng. Mạc Tu đang định nói gì? Diệp Huyên đột nhiên giận dữ nói, ngậm miệng, bản chủ đang nói chuyện, ngươi chớ có xen mồm vào, hiểu chưa? Mạc Tu nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả.
Hiển nhiên là sức hấp dẫn của việc đột phá ngự pháp cảnh chân chính là quá lớn. Diệp Huyên trầm ngâm vài giây, sau đó nói, thật ra không có nguyên nhân gì khác, chủ yếu là vì ngươi quá ngu xuẩn, ngoài đó ra ta thật sự không nghĩ ra nguyên nhân gì khác. Nói xong Diệp Huyên co cẳng chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 579, có muốn hộp kiếm mạnh hơn nữa không? Lại chạy ư. Bọn Mạc Tu ngây ra như phỗng. Thấy điệu bộ Diệp Huyên không khác gì cường giả vô địch, không ai trong họ nghĩ rằng hắn sẽ lại chạy. Nhưng vấn đề là hắn chạy thật. Sắc mặt Mạc Tu xấu xí vô cùng, hai giây sau lập tức quát lên đuổi theo. Bọn họ biến mất tại chỗ. Lúc này ông ta mới chợt nhận ra, cái tên cường giả vô địch kia có thể chỉ là nói xạo mà thôi, bọn họ đã bị lừa rồi. Sắc mặt Mạc Tu lại càng khó coi. Sống lâu như vậy mà lại bị một thằng danh qua mắt, thật sự là nhục nhã vô cùng. Chuyện xuyên nhanh. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ, xuất hiện trên đường phố, nhưng rồi ai nấy đều nhăn mặt. Khí tức đã biến mất. Trước đây họ truy lùng kẻ khác bằng cách phong tỏa khí tức, nhưng lần này lại không phong tỏa được Diệp Huyên, vì vậy một khi hắn lẩn vào biển người mênh mông, bọn họ lập tức mất đi tung tích. Muốn bắt lấy Diệp Huyên, chỉ còn cách lúc nào cũng phải theo dõi hắn. Mạc Tu đứng trước phủ thành chủ, dùng thần thức quét hết bốn phía, không phát hiện được gì, sắc mặt trở nên dữ tợn. Đối phương trốn, chứng minh rằng hắn sợ. Mà đã sợ thì tuyệt đối không phải là kiếm chủ thương giới. Nhưng nếu vậy thì là ai? Hắn làm thế nào mà che giấu được khí tức của mình? Mạc Tu âm thầm suy nghĩ một hồi lâu, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới nói chúng ta đi. Bọn họ đồng loạt biến mất. Khoảng một khắc sau, một người bước ra từ sau cánh cửa dẫn vào phủ thành chủ. Không phải Diệp Huyên thì là ai? Thật ra vừa nãy hắn không hề chạy, đúng hơn là không dám chạy, bởi vì một khi rời khỏi thành, hành vi lẩn trốn này sẽ bị người khác chú ý, đám người Mạc Tu nhất định sẽ phát hiện. Vì vậy, hắn dứt khoát không trốn vào dòng người mà trốn ngay dưới mắt kẻ thù bằng khí hỗn độn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên mới nhận ra rằng thứ này thật sự quá kinh khủng, hơn nữa công dụng của nó không ngừng lại ở đó mà còn tiếp tục khai phá. Diệp Huyên không nghĩ nhiều nữa mà lập tức rời khỏi phủ thành chủ, không dừng lại ở Vân Không Thành mà về thẳng Thương Kiếm Tông. Trên Chú Kiếm Phong, Chiến Thiết chăm chú quan sát cái đỉnh vạn khí một hồi rồi nói với Diệp Huyên, người giết hắn. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Theo ta. Chiến Thiết gật gù rồi cất bước ra ngoài. Diệp Huyên vội vàng đi theo. Hộp kiếm cấp thiên. Nghĩ thôi đã kích động rồi. Một hồi sau, khi Chiến Thiết dẫn hắn vào lòng núi Chú Kiếm Phong, Diệp Huyên mới phát hiện cả ngọn núi này giống ruột, bên trong là vô số đệ tử đang vùi đầu chế tạo binh khí. Thấy Chiến Thiết đi đến, họ vội vàng hành lễ, tò mò đánh giá Diệp Huyên. Chiến Thiết đưa hắn đi vào sâu trong lòng núi, nơi không có đệ tử nào làm việc. Ông vung tay đặt đỉnh vạn khí lên một cái bệ hình tròn trước mặt, quay sang Diệp Huyên, máu. Diệp Huyên ngẩn ra, máu gì ạ? Chiến Thiết dừng dưng đáp, máu của ngươi, dùng để bồi bổ đỉnh này. Do dự một hồi, Diệp Huyên hỏi cần bao nhiêu? Khóe mắt Chiến Thiết co giật, ai cần một thùng máu của ngươi? Một giọt thôi. Một giọt. Diệp Huyên vội cười làm lành, cong ngón tay lại. Một giọt máu ứa ra, rơi vào đỉnh vạn khí. Chiến Thiết lại nói, có muốn hộp kiếm mạnh hơn nữa không? Diệp Huyên đáp ngay tắp lự, tất nhiên, càng mạnh càng tốt. Ông ta hời hợt đáp, hộp kiếm này cần bố trí kiếm trận, ta tuy am hiểu được một chút nhưng không thông thạo bằng vị họ Cố ở trận đảo phong. Nếu ngươi có thể nhờ huynh ấy khắc trận pháp trong hộp kiếm, nó có thể đạt đến cấp thiên thượng phẩm. Trận đảo phong ư? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi, vị Cố sư thúc ấy có dễ tính không ạ? Chiến Thiết đáp, tùy người. Tùy người á? Diệp Huyên không biết nói sao, tùy là tùy thế nào. Hắn không quen không biết, đối phương làm sao mà dễ nói chuyện cho được. Suy nghĩ một hồi, hắn mới nói, hay là, Chiến sư thúc giúp con một chuyến đi. Ai ngờ Chiến Thiết lập tức từ chối, không, nhờ sư tôn ngươi ấy. Ông chỉ vào đỉnh vạn khí, trong vòng 10 ngày tới, nếu vị kia không đến bố trí trận pháp thì ta khắc đại một cái cho ngươi.
Diệp Huyên. Một hồi sau, hắn rời khỏi Chú Kiếm Phong, không đến Trận Đạo Phong mà trở về Vân Kiếm Phong. Chương 580, không có người phụ nữ nào mà ông đây không chinh phục được. Nửa giờ sau, một bàn thức ăn ngon đã ra lò. Việt Kỳ nhanh chóng bước ra. Dùng bữa được một nửa, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, Chiến Thiết Sư Thúc đồng ý giúp con chế tạo một hộp kiếm cấp thiên rồi, nhưng còn cần Cố Sư Thúc ở Trận Đạo Phong giúp bố trí một bộ trận pháp. Sư Tôn. Việt Kỳ bỗng đặt đũa xuống, nhìn Diệp Huyên ta no rồi. Nói xong đã đi phăm phăm vào điện, để lại Diệp Huyên ngây người ngồi tại chỗ. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ vị Cố Sư Thúc ở Trận Đạo Phong là ma quỷ hay sao mà đáng sợ vậy? Sau khi quét sạch thức ăn, hắn tức tốc chạy thẳng lên Trận Đạo Phong. Vì hộp kiếm, có là đầm rồng hang hổ hắn cũng phải xông vào. Hắn không mất bao lâu đã đến nơi, nhưng bốn bề Trận Đạo Phong vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Không phải, là hắn không nhìn thấy ai cả. Kỳ quái. Sau một phen do dự, hắn vẫn đi vào chủ điện Trận Đạo, hơi thi lễ, vãn bối cầu kiến Cố Sư Thúc. Không ai đáp lời. Hắn lưỡng lự một hồi rồi lại thi lễ, cầu kiến Cố Sư Thúc. Lần này, một giọng nói vọng ra, vào đi. Nữ. Thanh âm nhỏ nhẹ ấy khiến hắn đỡ ra, mãi mới chậm rãi đi vào, cảm nhận được một mùi hương nồng nặc ập vào mũi. Diệp Huyên không thể không chun mũi lại, nhìn thấy một cô gái đang ngồi cách đó không xa. Nàng ta khoác áo trắng trông khá giống áo tang, thân hình nghiêng nghiêng, trước mặt là tấm vải trắng đặt trên chiếc giá, không biết đang thêu gì. Quan trọng nhất là, bên cạnh nàng ta có một chiếc quan tài bằng băng, vì vậy nhiệt độ trong điện hạ xuống rất thấp. Diệp Huyên chậm rãi đi đến cách đó mấy trượng, thì lễ nói tham kiến Cố Sư Thúc. Cô gái không nói gì. Diệp Huyên cười khổ, không biết phải làm sao, đột nhiên nói, thưa Sư Thúc, Sư Chất đang chế tạo một hộp kiếm cấp thiên, cần một trận pháp. Chiến Sư Thúc trên Chú Kiếm Phong nói, trừ ông ấy ra, Cố Sư Thúc là người thông thạo trận đạo nhất Thương Kiếm Tông ta. Vì vậy ta mạo muội đến đây, hy vọng người có thể giúp bố trí một trận pháp. Đôi tay cô gái dừng lại, ngẩng đầu lên. Giờ phút này, Diệp Huyên mới thấy được dung mạo nàng ta không có lấy bất kỳ cảm xúc nào, hệt như một khối băng vạn năm. Người sống chớ gần, đó là cảm giác vị sư thúc này cho hắn. Cô gái mở miệng hỏi, hắn giỏi trận đạo nhất. Thấy Diệp Huyên gật đầu, cô gái thở ơ tiếp lời, vậy ngươi còn đến tìm ta làm gì? Diệp Huyên vội chữa cháy. Nhưng sư phụ ta nói sư thúc mới là người giỏi trận đạo nhất Thương Kiếm Tông, không, giỏi nhất thanh thương giới. Ánh mắt cô gái đánh sang, tiểu sư muội thật sự nói vậy sao? Hắn thề thốt, tuyệt đối là thật, bằng không sư chất cũng đã không đến tìm sư thúc. Nhưng cô gái lại nói, không rảnh. Không rảnh á. Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ, đoạn lần mò đến gần cô gái. Giả là cười, sư thúc à, sư tôn con nói hộp kiếm mà không có trận pháp của sư thúc cũng chỉ là một món đồ không hoàn thiện mà thôi. Người giúp con đi mà, con biết nấu ăn, con làm cơm cho người nhé. Đôi mắt cô gái lại đưa qua, nhìn Diệp Huyên chằm chằm đến mức hắn thấy tê cả đầu. Nhưng được cái mặt dày, hắn vẫn tiếp tục cố sư thúc giúp sư chất đi à. Con. Ra ngoài, cô gái bỗng ra lệnh. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, không. Cô gái thoáng ngẩn ra, lại nhìn hắn, ta bảo ngươi đi ra. Diệp Huyên vẫn ngoan cố, con không đi, ngôn tình ngược. Cô gái lại nhìn chằm chằm hắn, sau đó vung tay lên, kiếm quang ùa ra. Quỳnh. Chiêu này đến không báo trước, Diệp Huyên bay vèo ra khỏi đại điện nhưng lại nhanh chóng chạy vào, ngồi lì trong đó chừng nào cố sư thúc chịu giúp đỡ con mới đi. Cô gái không nói gì nữa, trở lại với việc thêu thùa. Diệp Huyên ngồi tận mấy giờ liền, thấy trời sập tối thì chạy đi, một hồi sau trở lại với bàn thức ăn thơm nước mũi. Hắn đến trước mặt cô gái, cười nói, mời sư thúc dùng cơm. Không nhận được bất kỳ phản ứng nào, hắn lại bưng một đĩa đến, sư thúc, đây là vịt hầm rượu, sư chất làm tận một giờ đấy. Người xem, lớp da vừa mềm vừa thơm thế này, nếm thử một miếng đi. Cô gái vẫn không ừ hử gì. Diệp Huyên không nổi giận. Tự mình dùng cơm. Xong xuôi rồi, hắn vẫn không đi mà ngủ trong đại điện, mỗi lần bị cô gái đuổi đi sẽ lại chạy về, nghiễm nhiên xem nơi này như nhà mình.
Đến ngày thứ ba, Diệp Huyên bưng một nồi canh đến, đây là canh cá vừa nấu xong, thơm ngon vô cùng, cố sư thúc nếm thử nhé. Lại không ai đáp lời. Ngay lúc hắn bối rối chuẩn bị ra ngoài, bỗng nhiên nghe giọng nói vang lên, đợi đã. Diệp Huyên thoáng giật mình, sau đó vội vàng bưng nồi canh cá đến trước cô gái. Thấy nàng ta nhìn vào, hắn lại nhanh nhẹn dâng đũa lên. Cô gái nhẹ nhàng gắp một miếng nếm thử, khẽ gật đầu cũng được. Những lời này khiến Diệp Huyên mừng như mở cờ trong bụng. Không có người phụ nữ nào mà ông đây không chinh phục được. Chương 581, ngươi hiểu mà. Kể từ khi nàng ta ăn miếng thứ nhất, Diệp Huyên biết sẽ có miếng thứ hai. Đúng như dự đoán, sau khi hắn nấu xong lần thứ hai, cô gái lại nếm thêm vài miếng nữa. Có câu nhận được lợi ích của người ta nên phải nể mặt người ta, từ sau khi cô gái mở miệng ăn, nàng ta cũng không đuổi Diệp Huyên đi nữa. Còn Diệp Huyên thì ngày nào cũng nấu những món khác nhau, hơn nữa đều là món ăn gia đình, mặc dù không sang trọng như tiệm cơm nhưng lại rất hợp ăn với cơm. Cứ vậy lại vài ngày nữa trôi qua. Thời hạn chiến thiết đưa ra ngày càng đến gần, nhưng trong khoảng thời gian này, Diệp Huyên cũng không đề cập đến chuyện trận pháp. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thời hạn chiến thiết đưa ra. Vào buổi trưa, sau khi cô gái ăn xong, Diệp Huyên đang định rời đi thì lúc này, cô gái bỗng lên tiếng, ngày mai ta phải ra ngoài, không biết khi nào về, đừng đến nữa. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó gật đầu cười đáp, vâng. Nói xong, hắn thu dọn đồ đạc rồi định đi. Lúc này, cô gái đột nhiên hỏi, tại sao ngươi không nhắc tới chuyện trận pháp? Diệp Huyên dừng bước, hắn cười gượng từ tận đáy lòng, đương nhiên con hy vọng sư thúc có thể giúp con một tay, con cũng không bất mãn với sư thúc, nhiều ngày qua lấy lòng sư thúc cũng vì chuyện trận pháp, nhưng con cũng không ép buộc. Chỉ cần con có cố gắng, về việc thành công hay không cũng không quan trọng nữa, trong lòng không tiếc nuối là được. Đây là lời thật lòng của hắn. Đối với hắn, chắc chắn hắn muốn sư thúc có thể bố trí một trận pháp cho hắn, nhưng nếu nàng ta không muốn thì hắn cũng không ép buộc. Trong cuộc sống có rất nhiều điều không được như ý muốn, nhưng chỉ cần nỗ lực phấn đấu, dù không có kết quả cũng không quan trọng. Trong lòng không tiếc nuối là được. Nói xong, Diệp Huyên cười hì hì, cố sư thúc, nếu sau này người muốn ăn cơm thì cứ đến Vân Kiếm Phong chúng con ha. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Đi một cách rất phóng khoáng. Trong điện, cô gái tiếp tục thêu đồ với vẻ mặt không chút cảm xúc. Diệp Huyên không trở lại Vân Kiếm Phong mà đi nghe ngóng tình hình trước mắt. Đến nay Thương Kiếm Tông và Liên Minh Hộ Giới vẫn đang ngấm ngầm đấu đá nhau. Dưới chân núi Thương Kiếm Tông, số lượng quan tài ngày một nhiều lên, không chỉ vậy, giờ đây sản nghiệp của Thương Kiếm Tông ở một số nơi đã biến mất im hơi lặng tiếng. Các đệ tử Thương Kiếm Tông bên ngoài cũng lần lượt được gọi về. Chỉ là vị đại sư huynh giỏi đánh nhau nhất vẫn chưa về. Ngoài ra còn có một điều nữa là linh khí ở rất nhiều nơi trên trung thổ thần châu cũng đang dần dần tan biến. Mặc dù chúng tan biến rất chậm, hơn nữa đều là những nơi hẻo lánh, nhưng vẫn bị người để tâm phát hiện. Nhiều thế lực đã ngửi thấy mùi khủng hoảng. Về phần Thanh Châu, cục diện ở Thanh Châu hiện nay rất hỗn loạn, nhưng vẫn còn ổn, dù là đế quốc Đại Vân hay Ninh quốc đều bình yên vô sự. Bởi vì Ma Tông và Huyết Tông đều không ra tay với hai nước này. Không chỉ không ra tay, nhiều lúc còn âm thầm bảo vệ. Còn những tu sĩ trung thổ thần châu đến Thanh Châu cũng không dám ra tay với Ninh Quốc và Đế Quốc Đại Vân vì kiêng dè hắn. Đám người Mạc Vân Khởi vẫn đang ẩn trốn khổ luyện. Với Diệp Huyên, chỉ cần Thanh Châu không sao là đủ. Nhưng Diệp Huyên cũng biết Thanh Châu sẽ càng ngày càng khó sinh tồn. Trong lòng hắn đã có tính toán về việc này. Một lát sau, Diệp Huyên đi vào trong lòng núi Chú Khí Phong. Sau khi tìm được chiến thiết, hắn cười khổ, chiến sư thúc, người cứ tùy tiện làm cho con một trận pháp để chạy trốn đi. Chiến thiết nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên nhún vai, hết cách rồi, cố sư thúc khá bận rộn, không thể đến giúp. Người ấy. Nhưng đúng lúc này, một cô gái bước ra khỏi mật thất phía sau lưng chiến thiết. Người đến chính là cố sư thúc. Nhìn thấy cô gái, Diệp Huyên sững sờ. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Huyên, sau này nếu không có việc gì thì tới điện của ta nhiều vào, ngươi hiểu mà. Dứt lời,
Nàng ta quay người lại nhìn Chiến Thiết, ngươi chẳng biết gì về trận pháp cả. Nói xong, nàng ta không dừng lại mà lập tức bỏ đi. Ở tại chỗ, Chiến Thiết nhìn Diệp Huyên, ngươi đã nói gì với nàng ấy? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, con chưa nói gì cả. Chiến Thiết giận dữ nói, ngươi chưa nói gì thì sao nàng ấy có thể vừa tới đã mỉa mai ta? Diệp Huyên tỏ ra mình vô tội, con cũng không biết. Con thật sự không biết mà. Chiến Thiết chừng Diệp Huyên, Tiểu Kỳ cũng thật là, thu một tên đồ đệ cực phẩm kiểu gì không biết. Nói xong, ông quay lưng rời đi. Chương 582, thất bại. Diệp Huyên. Sau đó Diệp Huyên chờ đợi. Chờ đợi hộp kiếm bậc thiên ra đời. Hộp kiếm bậc thiên. Nếu có hộp kiếm bậc thiên, phi kiếm của hắn sẽ có thể phát huy tác dụng thêm lần nữa. Kiếm bậc thiên, cộng thêm hộp kiếm bậc thiên, hơn nữa còn là bậc thiên thượng phẩm, hắn nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi. Diệp Huyên ngồi xuống một cái bệ hình nón cụt, hắn cảm thấy hơi nhàm chán, như nghĩ đến gì đó, hắn bỗng nhiên nói, đại thần tầng 2, ra đây tâm sự đi. Kể từ lần trước phát hiện đạo tắc là đạo tắc của tầng 3, đại thần tầng 2 không lên tiếng lần nào nữa. Tầng 2 không trả lời. Diệp Huyên cũng không để ý, hắn lại bảo, đại thần tầng 2, người nói xem, có phải người đã làm việc gì xấu nên mới bị nhốt trong này không? Ầm ầm. Cả tầng 2 bất chợt run lên dữ dội, Diệp Huyên lập tức cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hắn vội nói, đừng. Có việc gì từ từ nói. Một lát sau, tầng 2 bỗng lên tiếng, nếu không có nàng ấy, người đã chết từ lâu rồi. Cô gái bí ẩn. Diệp Huyên biết, người đại thần tầng 2 nói chắc chắn là cô gái bí ẩn. Nhắc đến cô gái bí ẩn, Diệp Huyên đột nhiên thấy nhớ nàng ấy. Từ trước đến giờ, cô gái bí ẩn thực sự đã giúp hắn rất rất nhiều lần. Lúc này, đại thần tầng 2 chợt nói, tìm đạo tắc. Tìm đạo tắc. Diệp Huyên vội đáp, tìm chứ. Người yên tâm, ta chắc chắn sẽ tìm đạo tắc thứ hai. Bây giờ hắn phát hiện thứ đồ chơi đạo tắc này còn hữu dụng hơn cả linh khí bậc thiên, đặc biệt là đạo tắc không gian. Nếu không có đạo tắc không gian, hắn phải cần ít nhất 2 đến 3 năm mới đạt tới ngự pháp cảnh. Có đạo tắc không gian, hắn sớm lĩnh hội được lực lượng không gian, lúc này mới gắng gượng đạt tới ngự pháp cảnh trong khoảng thời gian ngắn. Tất nhiên cũng không thể thiếu những thanh kiếm bị cắn nuốt kia. Thật ra hắn vẫn muốn cắn nuốt thêm, trong số đó có rất nhiều loại kiếm cực phẩm. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, đại thần tầng 2, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi mà ta vẫn chưa biết người tên là gì. Tầng 2 không trả lời. Diệp Huyên lắc đầu, tên này hơi khó sống chung nhỉ. Cũng không biết tầng 9 đang nhốt thứ gì. Diệp Huyên bỗng nhiên cảm thấy hơi tò mò, hắn cảm ứng với tầng 9 thử nhưng không cảm nhận được gì. Giờ hắn chỉ có thể cảm nhận được cao nhất là tầng 3. Tầng 4 cũng không cảm nhận được. Đúng lúc này, đại thần tầng 2 chợt lên tiếng, nếu nàng ấy không trở lại, ngươi cứ chờ chết đi. Chờ chết, chờ chết, chờ chết, chờ chết. Lần này nó nói câu chờ chết mấy chục lần. Diệp Huyên khịt mũi, thầm nghĩ hắn sợ mới lạ, cùng lắm thì hắn tự sát, chết chung với tháp này, cả hai cùng chết. Lúc này, Chiến Thiết đột nhiên đi ra, vào đây. Diệp Huyên vội vàng đứng dậy, sau đó đi vào trong mật thất với Chiến Thiết. Hắn vừa vào đã cảm nhận được một luồng kiếm khí mạnh mẽ. Nơi tỏa ra luồng kiếm khí đó là chiếc đỉnh vạn khí. Sắp thành công rồi ư. Diệp Huyên có chút háo hức. Chiến Thiết đột nhiên nói, máu. Diệp Huyên vội vàng gật đầu rồi bấm đốt ngón tay, một giọt máu tươi bay ra từ đầu ngón tay hắn. Cuối cùng vững vàng rơi vào bên trong đỉnh vạn khí. Ngay sau đó, đỉnh vạn khí run rẩy dữ dội, kiếm quang lóe lên từ trong đỉnh. Diệp Huyên càng háo hức hơn, qua dấu hiệu này, đây chắc chắn là một món bảo bối tốt. Không biết bao lâu trôi qua, Chiến Thiết lại bảo, máu. Diệp Huyên vội vàng thêm vào một giọt máu, cứ vậy sau khoảng một canh giờ, đỉnh vạn khí chấn động, nhưng sau đó nó yên lặng lại. Không có động tĩnh gì. Chiến Thiết đứng cách đó không xa với vẻ mặt không chút cảm xúc. Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, vậy nghĩa là sao? Chiến Thiết hờ hững đáp, nghĩa là sao? Nghĩa là đã thất bại. Thất bại. Diệp Huyên nhảy dựng lên, gì cơ? Thất bại,
Có nhầm không? Chiến Thiết nhìn Diệp Huyên với vẻ khiêu khích, khó chịu thì lại đây đánh ta đi. Chương 583, Ám Thương, Kinh Hồng. Nghe Chiến Thiết nói vậy, Diệp Huyên cảm thấy nhẹ nhõm. Vì hắn biết, rất có thể là đã thành công. Đúng như dự đoán, Chiến Thiết bước tới trước đỉnh vạn khí, ông vung tay phải, nắp đỉnh vạn khí lập tức bay ra, sau đó một hộp kiếm từ từ bay lên. Hộp kiếm khá rộng, toàn thân nó màu vàng sậm, quanh hộp tỏa ra ánh sáng vàng sậm mờ nhạt. Đơn giản, mạnh mẽ. Đây là cảm giác của Diệp Huyên. Thích. Diệp Huyên vội vàng bước đến trước đỉnh vạn khí, Chiến Thiết đứng bên cạnh đột nhiên nói, máu. Diệp Huyên bấm đốt ngón tay, một giọt máu bay vào trong hộp kiếm. Hộp kiếm run lên, sau đó hắn đã thiết lập liên hệ với nó. Hộp kiếm bay tới trước mặt Diệp Huyên, mà lúc này, một thanh kiếm bỗng nhiên bay ra khỏi đỉnh vạn khí. Kiếm rộng chừng một ngón tay, dài khoảng 4 thước, nó không có chuôi kiếm, chỉ có thân kiếm. Ngoài ra thanh kiếm này rất mỏng, là thanh kiếm mỏng nhất mà Diệp Huyên từng thấy. Đây là... Diệp Huyên quay mặt sang Chiến Thiết. Chiến Thiết lạnh nhạt đáp, phi kiếm, nó cùng bộ với hộp kiếm, cũng là bậc thiên, có điều là bậc thiên hạ phẩm. Trong kiếm cũng có một trận pháp, khởi động một lần hai trận pháp sẽ có uy lực lớn hơn. Diệp Huyên vẫy tay phải, thanh kiếm kia bay vào tay hắn. Khi chạm vào kiếm, Diệp Huyên không thể không cảm thán. Quá mỏng. Nó mỏng tới mức như thể không có trọng lượng. Lấy một cái tên đi, Chiến Thiết đột nhiên nói. Lấy tên. Diệp Huyên nhanh chóng gật đầu, vâng vâng. Hắn sờ soạng một hồi, sau đó trả lời, hộp kiếm này ánh lên màu vàng sậm, gọi là tiểu ám. Thanh kiếm này mỏng như vậy thì gọi là tiểu bạc đi. Chiến Thiết ở bên cạnh trợn mắt ngoác mồm, ngươi nghiêm túc chứ? Diệp Huyên gật đầu, nghiêm túc. Chiến Thiết giận run người, cút cút, mau cút đi. Diệp Huyên cười hì hì, hắn bước đến trước mặt Chiến Thiết rồi cười nói, sư thúc, hai món đồ này do người tự tay chế tạo, tất nhiên tên của chúng cũng phải do người đặt mới đúng. Chiến Thiết nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, hộp kiếm này được làm bằng nguyên liệu vàng đen đặc biệt, hơn nữa được sinh ra trong Thương Kiếm Tông ta, gọi nó là ám thương. Còn thanh kiếm này thì mỏng hơn cánh ve, nhìn như vô hình, cứ gọi là kinh hồng đi. Diệp Huyên vội vàng nói, vâng ạ, ám thương. Kinh Hồng, sư thúc lấy tên hay quá. Chiến Thiết hờ hững bảo, đừng làm chúng bị bẽ mặt. Nói xong, ông quay lưng đi. Diệp Huyên lập tức thi lễ, đợi sau khi Chiến Thiết vào ám thất, Diệp Huyên mới xoay người rời đi. Diệp Huyên đi thẳng về Vân Kiếm Phong. Phía sau núi, Diệp Huyên đeo hộp kiếm đứng tại chỗ, một tia kiếm quang bất chợt bay ra từ trong hộp kiếm sau lưng hắn. Ngay sau đó, trên một cây cổ thụ cách đó 100 trượng, một chiếc lá từ từ rơi xuống. Kiếm bay ra một cách lặng lẽ, vô hình, không dấu tích. Giờ phút này trong lòng Diệp Huyên có chút chấn động, tốc độ của hộp kiếm cộng thêm phi kiếm này còn nhanh hơn lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Lúc trước phi kiếm của hắn chỉ có thể đe dọa được cao thủ ngự pháp cảnh, nhưng đối với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, phi kiếm của hắn hoàn toàn không có tác dụng gì. Mà bây giờ, tốc độ và uy lực của phi kiếm này đã hoàn toàn có thể đe dọa cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Dù bây giờ hắn không cần đánh lén cũng có thể đánh một trận với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính. Nhưng lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta nhìn Diệp Huyên tới điện Thương Kiếm. Dứt lời, ông ta xoay người biến mất không còn tăm hơi. Diệp Huyên cất kiếm vào hộp kiếm, sau đó đi thẳng đến điện Thương Kiếm. Một lúc sau Diệp Huyên đã tới nơi, hắn còn nhìn thấy hai người trong điện, hắn biết một trong hai người, đó là vị Nam Cung lúc trước. Bên cạnh Nam Cung là một người đàn ông chừng 21 tuổi, hắn ta mặc bộ áo dài màu đen, vóc dáng cao thẳng, tay cầm một thanh kiếm. Thấy Diệp Huyên đi vào, hai người đều nhìn về phía hắn, Nam Cung mỉm cười, An huynh, lại đây, để ta giới thiệu với huynh. Nói xong, hắn ta chỉ vào người đàn ông bên cạnh mình, Thương Việt sư huynh. Diệp Huyên quay sang nhìn người đàn ông tên là Thương Việt, sau đó thi lễ với tư cách là một sư đệ, bái kiến Thương Việt sư huynh. Thấy vậy, Thương Việt nhìn Diệp Huyên, sau đó hắn ta cũng thi lễ lại, chúng ta là đồng môn, sau này nên giúp đỡ lẫn nhau, nếu có việc gì cứ nói một tiếng là được. Diệp Huyên cười đáp, nhất định.
Ba người nhìn nhau bật cười. Diệp Huyên biết Thương Kiếm Tông chắc chắn cũng có tranh đấu nội bộ, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhưng mục đích hắn đến Thương Kiếm Tông không phải vì vị trí tông chủ của Thương Kiếm Tông. Vậy nên đối với hắn, có thể xây dựng mối quan hệ tốt thì hắn sẽ cố gắng làm. Hắn tin rằng loại người như Lam Vũ chỉ là số hiếm mà thôi. Sau khi ba người nói chuyện được một lúc, Trần Bắc Hàn đột nhiên bước vào. Thấy ba người hòa thuận với nhau, Trần Bắc Hàn thầm gật đầu, sau đó y nhìn Diệp Huyên, trong mắt có chút khen ngợi. Người trẻ tuổi có tài đã hiếm có, còn có tài mà không kiêu ngạo càng hiếm có hơn. Trần Bắc Hàn nhìn ba người, ta gọi ba người các cậu đến đây là vì có nhiệm vụ cho ba cậu. Nói xong, y ngồi xuống bên cạnh rồi nói tiếp, có lẽ các cậu đã biết rõ chuyện giữa Thương Kiếm Tông ta với Liên Minh Hộ Giới. Nhiệm vụ lần này là ba các cậu đại diện Thương Kiếm Tông ta, đến Sơn Mạch Vạn Thú tìm Thiên Âm Tông và Cổ Vu Tộc. Diệp Huyên hỏi, đi làm gì à? Trần Bắc Hàn cười đáp, tìm họ để bàn bạc chuyện Liên Minh. Liên Minh. Ba người Diệp Huyên hơi kinh ngạc, Liên Minh là chuyện lớn, phái ba người họ đi. Nhưng Trần Bắc Hàn không nói thêm gì nữa mà phất tay, bây giờ đi ngay đi. Ba người Diệp Huyên đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay người ra khỏi đại điện. Chương 584, ra đây, ta đã phát hiện các ngươi. Bên ngoài đại điện, Nam Cung trầm giọng nói, tại sao lại phái ba chúng ta đi? Chỉ vì rèn luyện chúng ta thôi ư? Thương Việt nhẹ giọng nói, nếu ta đoán không sai, ngoài việc rèn luyện, tông chủ còn muốn để thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông chúng ta biết thêm về Sơn Mạch Vạn Thú, Thiên Âm Tông với Cổ Vu Tộc. Vì sao? Nam Cung hơi khó hiểu. Thương Việt cười đáp, điều quan trọng nhất của một tông môn không chỉ phải có gốc gác, còn phải có máu mới. Nếu không có người nối nghiệp, dù tông môn này có gốc gác, suy tàn cũng là chuyện sớm hay muộn. Tông chủ bảo ba chúng ta đi, rõ ràng là muốn để họ nhìn thấy Thương Kiếm Tông chúng ta có người nối nghiệp. Nghe vậy, Nam Cung và Diệp Huyên đã hiểu. Lần này ra ngoài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm này chính là rèn luyện. Thực ra nhiệm vụ của họ là phải để các thế lực ở Sơn Mạch Vạn Thú nhìn thấy thế hệ trẻ của Thương Kiếm Tông trông thế nào, bởi vì gốc gác của Thương Kiếm Tông không cần nhìn cũng biết. Đam Mỹ Hài. Chưa kể trong tối, bảy vị kiếm tiên ngoài sáng đã đủ để chứng minh mọi thứ. Lúc này, Thương Việt bỗng lên tiếng, trách nhiệm của ba chúng ta rất quan trọng. Diệp Huyên và Nam Cung gật đầu. Nếu ba người họ không thể khiến người ta hài lòng, vụ liên minh này chắc chắn sẽ không thành công. Thương Việt nói tiếp, ta đề nghị tách ra đi riêng. Nam Cung hỏi, tại sao? Thương Việt trầm giọng trả lời, thứ nhất, nếu tách ra và đi với tốc độ nhanh, ba chúng ta sẽ đến ba chỗ cùng một lúc. Thứ hai, ba chúng ta đi cùng nhau, mục tiêu quá lớn, lần này chúng ta ra ngoài, Liên Minh Hộ Giới chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nói tới đây, hắn ta cười khổ, cho dù một trong ba chúng ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, ít nhất vẫn còn hai hy vọng. Diệp Huyên cười bảo, Thương Việt sư huynh đừng bi quan, Liên Minh Hộ Giới này cũng không có gì đáng sợ. Thương Việt lắc đầu, đó là vì đệ không biết rõ về họ, tóm lại chúng ta không thể khinh thị. Liên Minh Hộ Giới có thể đứng vững ở Thanh Thương Giới nhiều năm, điều này đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Diệp Huyên gật đầu, điều này cũng đúng, mặc dù hắn đã gặp Lục Tôn Chủ, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy sức mạnh tổng thể của Liên Minh Hộ Giới. Liên Minh Hộ Giới đối với hắn vẫn là một điều bí ẩn. Thương Việt bỗng nói, ta đã từng đến Sơn Mạch Vạn Thú rèn luyện, vậy nên ta sẽ đến đó, còn hai người. Nam Cung trả lời, vậy ta sẽ tới Thiên Âm Tông, tỷ của ta đang ở Thiên Âm Tông, vừa khéo đến đó gặp tỷ ấy. Diệp Huyên cười nói, vậy thì ta chỉ có thể tới Cổ Vu Tộc. Thương Việt nói với giọng nặng nề, An Huynh, Cổ Vu Tộc này khá bí ẩn, cũng khá là kỳ quặc. Hay chúng ta đổi cho nhau đi. Diệp Huyên cười bảo, không sao, con người ta dễ tính, vừa khớp với sự kỳ quặc của họ. Thương Việt mỉm cười, hai vị sư đệ bảo trọng, nhớ là phải dùng đá truyền âm liên lạc với nhau khi có thể. Hôm nay ba chúng ta cùng nhau rời khỏi tông, ngày khác nhất định phải trở về gặp nhau. Nói xong, hắn ta xoay người ngự kiếm bay lên trời. Kiếm hoàng. Thương Việt cũng là một kiếm hoàng. Nam Cung đột nhiên nói, Thương Việt sư huynh đang suy nghĩ cho ta. Diệp Huyên quay qua nhìn Nam Cung, hắn ta cười khẽ, Cổ Vu Tộc, Thiên Âm Tông,
sơn mạch vạn thú, trong đó Thiên Âm Tông yếu hơn nên yêu cầu của họ chắc chắn cũng sẽ thấp hơn. Nếu ta tới sơn mạch vạn thú hoặc cổ vu tộc, trước khi ta đạt tới kiếm hoàng, người ta vẫn coi thường ta. Diệp Huyên nhẹ nhàng vỗ vai Nam Cung, làm kiếm tu, tâm thái là quan trọng nhất, đừng để mất cân bằng. Thương Việt sư huynh có lòng tốt, điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nam Cung cười bảo, cũng đúng. Diệp Huyên mỉm cười, tạm biệt. Nói xong, hắn xoay người ngự kiếm bay lên trời, chỉ chốc lát đã biến mất ở cuối chân trời. Ở tại chỗ, Nam Cung im lặng một lúc rồi lắc đầu thở dài, phải cố gắng. Nói xong, hắn ta cũng bay lên trời, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Sau khi ba người đi, Trần Bắc Hàn đột nhiên xuất hiện, y nhìn thoáng qua phía chân trời, không biết đang nghĩ gì. Cuối chân trời, Diệp Huyên ngự kiếm lao nhanh, lúc này hắn đang thả mình trong mây, những nơi kiếm đi qua, mây cũng bị xé rách ra từng lớp. Ngự kiếm giữa trời đất. Đây đã từng là ao ước của hắn, và giờ coi như đã thành sự thật. Tiếc nuối duy nhất là muội muội không có ở đây, nếu có muội muội, chắc chắn cô bé sẽ rất vui vẻ. Diệp Liên. Diệp Huyên thầm quyết định, đợi mọi việc xong xuôi, hắn sẽ đến Huyền Môn một chuyến. Một lát sau, Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, hắn lấy ra một quyển trục, trong quyển trục được ghi chép thông tin và địa điểm của cổ vu tộc. Cổ vu tộc là một thế lực bí ẩn. Ở Trung Thổ Thần Châu có một số thế lực nằm ngoài sáng, ví dụ như Thương Kiếm Tông và Sơn Mạch Vạn Thú. Mà có một số thế lực nằm trong tối, rất ít người biết về những thế lực này, nhưng không có nghĩa là họ không mạnh. Mà cổ vu tộc này rất mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, ra đây. Ta đã phát hiện ngươi. Không trả lời. Sau 15 phút, Diệp Huyên tiếp tục ngự kiếm bay đi. Cứ sau mỗi nửa canh giờ, Diệp Huyên đều sẽ dừng lại, sau đó nói một câu. Khoảng 2 canh giờ sau, Diệp Huyên lại ngừng lại, sau đó chắp hai tay ra sau lưng, ra đây. Ta đã phát hiện các ngươi. Lúc này, hai ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên. Người dẫn đầu chính là Mạc Tu, Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi phát hiện chúng ta bằng cách nào? Chương 585, thử xem. Phát hiện bằng cách nào? Diệp Huyên sầm mặt lại, chẳng lẽ ý ông ta là hắn đoán? Từ khi ra khỏi Thương Kiếm Tông, hắn đã biết liên minh hộ giới chắc chắn sẽ không chịu để yên. Nhưng hắn biết rõ hơn, nếu một cao thủ ngự pháp cảnh chân chính bám theo hắn, hắn cũng khó có thể phát hiện ra đối phương. Vì vậy cứ mỗi đoạn trên đường đi, hắn đều hỏi một lần như vậy. Không ngờ lại thật sự có người. Mạc Tu. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, liên minh hộ giới ông đúng là âm hồn không tan mà. Mạc Tu lạnh lùng nói, Diệp Huyên, ngươi thật sự cho rằng Thương Kiếm Tông có thể bảo vệ được ngươi ư? Diệp Huyên cười nói, hay ông tìm cho ta một người có thể bảo vệ ta đi. Mạc Tu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đầu hàng, thần phục liên minh hộ giới ta. Diệp Huyên lập tức sững sờ. Muốn hắn thần phục liên minh hộ giới. Diệp Huyên tỏ ra ngạc nhiên, ông nghiêm túc chứ? Mạc Tu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, tất nhiên, với thiên phú của ngươi, nếu ngươi bằng lòng gia nhập liên minh hộ giới ta, liên minh hộ giới ta nhất định sẽ yêu đãi ngươi. Diệp Huyên im lặng như đã có chút dao động. Lúc này, Mạc Tu lại nói, ngươi nhìn đi, sau khi ngươi trả cái giá lớn đến một mức độ nhất định, Thương Kiếm Tông nhất định sẽ vứt bỏ ngươi, khi đó Diệp Huyên ngươi sẽ thật sự cùng đường bí lối. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó đáp chuyện này quan trọng, ta cần phải suy nghĩ. Cho ta vài ngày để nghĩ lại, thế nào? Mạc Tu khẽ nheo mắt, ngươi muốn kéo dài thời gian. Diệp Huyên cười bảo, nói thật thì ta không tin liên minh hộ giới ông cho lắm, thế nên ta cần phải suy xét lại. Đương nhiên, bây giờ ông ra tay cũng được thôi, để xem giờ ông có thể giết được ta hay không. Mạc Tu cười mỉa, ngươi tự tin vậy sao? Diệp Huyên khoanh tay lại, thử xem. Mạc Tu mỉm cười, thử xem thì thử xem. Dứt lời, ông ta đột nhiên trưởng cách không về phía Diệp Huyên. Trong nháy mắt, không gian trước mặt Diệp Huyên phập phồng, một lực lượng không gian mạnh mẽ trào ra từ vùng không gian này, sau đó nghiền ép về phía hắn. Lực lượng không gian. Diệp Huyên đứng trên không trung, tay phải chợt siết chặt lại, nhốt. Dứt lời,
vùng không gian trước mặt hắn ổn định lại. Cùng lúc đó, lực lượng không gian mà Mạc Tu phóng ra lập tức bị không gian nhút lại, nhưng nó không biến mất, vẫn đang khuấy động từng đợt trong không gian. Thấy vậy, Mạc Tu cách đó không xa nhíu chặt mày, ngự pháp cảnh. Không đúng, chỉ dựa vào ngự pháp cảnh, ngươi hoàn toàn không thể phá được lực lượng không gian của ta. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, thật ra ta là ngự pháp cảnh chân chính. Vớ vẩn. Mạc Tu giận dữ quát, Diệp Huyên, ngươi nghĩ lão phu là kẻ ngu sao? Giờ ngươi còn lâu mới đạt tới trình độ ngự pháp cảnh chân chính. Sở dĩ ngươi có thể khống chế lực lượng không gian chắc chắn là vì nguyên do khác. Diệp Huyên cười nói, phải, hiện giờ ta thật sự chưa đạt tới ngự pháp cảnh chân chính. Nhưng ta đã tới ngự pháp cảnh, lẽ nào còn cách ngự pháp cảnh chân chính xa sao? Nghe vậy, nét mặt Mạc Tu dần xa sầm. Tốc độ thăng cấp của Diệp Huyên thực sự quá đáng sợ. Ngự pháp cảnh. Giờ đây khi đối mặt với Diệp Huyên, ông ta đã không còn lòng tin tuyệt đối có thể giết Diệp Huyên. Mà nếu Diệp Huyên đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, với sức chiến đấu đáng sợ của hắn, e rằng hắn đã có thể đánh ngang tay với ông ta. Mạc Tu im lặng một lúc rồi lên tiếng, cho ngươi 2 ngày để suy xét. Diệp Huyên, ngươi là người thông minh, nên biết làm gì mới có lợi cho ngươi nhất. Nói xong, 3 người quay lưng bỏ đi. Ở tại chỗ, Diệp Huyên cười khẽ, sau đó ngự kiếm biến mất ở phía cuối chân trời xa xa. Một nơi khác, ông lão bên cạnh Mạc Tu đột nhiên nói, hắn sẽ không đầu hàng liên minh hộ giới ta. Mạc Tu hờ hững đáp, ta biết. Ông lão hơi khó hiểu nhìn Mạc Tu, ông ta nhẹ giọng bảo, ông nghĩ 3 chúng ta có thể giết hắn à? Ông lão trầm giọng đáp, nếu Thương Kiếm Tông không ra tay, 3 chúng ta liên thủ chắc chắn có thể giết hắn. Mạc Tu lạnh nhạt hỏi tiếp, vậy ông nghĩ họ có ra tay không? Ông lão im lặng. Bởi vì Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ ra tay. Mạc Tu chậm rãi nhắm mắt lại, trước đây, Lục Tôn chủ nên phải đích thân ra tay. Tốc độ trưởng thành của Diệp Huyên thật sự khiến ông ta phải sợ hãi. Nhất là bây giờ, Diệp Huyên gia nhập Thương Kiếm Tông, cả hai kết hợp với nhau, đối với hai bên không thể nghi ngờ là như hổ mọc thêm cánh. Ông lão bên cạnh Mạc Tu khẽ thở dài, cô gái bí ẩn kia thực sự quá đáng sợ. Một kiếm đã phá được trận pháp mà chủ thượng bố trí ở thanh thương giới. Thực lực như thế, tôn chủ kiêng dè cũng là điều bình thường. Mạc Tu lắc đầu, nếu kiêng dè thì không nên làm địch. Vốn dĩ mâu thuẫn giữa Diệp Huyên với chúng ta cũng không quá gay gắt, nhưng bây giờ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung, đây thực sự không phải một bước đi khôn ngoan. Ông lão thấp giọng thở dài, lúc trước ai nào biết hắn sẽ yêu nghiệt như thế. Giờ đây nói những lời này đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Việc chúng ta phải làm ngay bây giờ đó là làm sao để tiêu diệt người này, còn có Thương Kiếm Tông. Hiện tại Thương Kiếm Tông công khai gây hấn với liên minh hộ giới ta, nếu không diệt trừ, liên minh hộ giới ta sẽ không còn uy nghiêm ở thanh thương giới nữa. Thương Kiếm Tông. Ánh mắt Mạc Tu dần dần trở nên lạnh băng, họ làm vậy là đang tự tìm đường chết. Nói xong, 3 người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nửa ngày sau, Diệp Huyên đã đến trước một dãy núi, cổ vu tộc đang sống ở chỗ sâu trong dãy núi này. Hắn không biết nhiều về cổ vu tộc, nhưng có thể được Thương Kiếm Tông coi trọng và mời liên minh, chắc chắn họ sẽ không phải một tộc yếu. Sau khi bước vào dãy núi mênh mông, lòng Diệp Huyên trở nên cảnh giác, vì hắn phát hiện trong dãy núi này có rất nhiều khí độc. Có một số khí độc có thể ngửi được, nhưng một số thì là vô hình. Nhưng Diệp Huyên lại phát hiện, cho dù hắn không sử dụng kiếm ý để bảo vệ cơ thể cũng không sao. Sau khi những khí độc đó bị hắn hít vào, chúng đều biến mất không còn tung tích. Chương 586, ta dám. Khí hỗn độn. Những khí độc này đều bị khí hỗn độn tinh lọc. Sau khi phát hiện ra điều này, Diệp Huyên mừng rỡ như điên, bởi vì hắn không ngờ khí hỗn độn còn có tác dụng này. Điều này có nghĩa là Diệp Huyên hắn bách độc bất xâm. Đồ tốt. Diệp Huyên cười khà khà, tiếp tục đi tới trước, chỉ chốc lát hắn đã đi vào chỗ sâu trong núi. Nơi đây đâu đâu cũng có cây cổ thụ chọc trời, chúng rất cao, rất to, cao vút như cái nắp che khuất bầu trời. Diệp Huyên đi không biết bao lâu thì đột nhiên dừng lại, mặt đất có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Không chỉ mặt đất, trên những cái cây xung quanh cũng có thứ gì đó ngọ nguậy.
Diệp Huyên vừa mở kiếm nhãn là lập tức cảm thấy sởn tóc gáy. Dưới mặt đất trước mặt hắn và trên những cái cây xung quanh toàn là rắn, rắn nhỏ màu đen lít nha lít nhít, mà lúc này chúng đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, kẻ hèn Diệp Huyên, theo lệnh của tông chủ đến đây cầu kiến tộc trưởng cổ Vu tộc. Không có trả lời, nhưng những con rắn độc xung quanh đã bắt đầu trườn về phía hắn. Diệp Huyên thấy vậy thì cau mày, hắn xòe tay, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó một luồng kiếm ý mạnh mẽ hào ra từ trong cơ thể hắn. Kiếm ý ác niệm. Khi kiếm ý ác niệm xuất hiện, những con rắn độc xung quanh nhao nhao lùi lại, nhưng vẫn có một số con lao về phía hắn. Diệp Huyên chém một nhát, mặt không chút cảm xúc. Xoẹt. Một tia kiếm quang lóe lên, đầu của vô số rắn độc rơi xuống. Mà ngay lúc này, một tiếng quát đầy giận dữ đột nhiên vọng lại từ phía xa trong rừng rậm to gan. Khi giọng nói này vang lên, một nhánh cây mây đen quất tới từ phía xa, trên nhánh cây mây có một con rắn độc màu đen xì quấn chặt lấy. Diệp Huyên chém một nhát, mặt không hề thay đổi. Ầm. Nhánh cây mây đen lập tức bị đánh văng. Mà lúc này, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa. Người đàn ông mặc áo ngắn, bên dưới là chiếc quần dài màu đen, mặt hắn ta và những chỗ da lộ ra ngoài được vẽ những hình vẽ kỳ lạ. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên ôm quyền, Diệp Huyên của Thương Kiếm Tông, theo lệnh của tông chủ đến đây cầu kiến tộc trưởng cổ Vu tộc. Thương Kiếm Tông. Người đàn ông nhíu mày, ngươi là Thương Kiếm Tông. Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông chỉ vào những con rắn mất đầu dưới đất, tại sao ngươi lại giết những con rắn này của ta? Diệp Huyên trả lời, không phải ta muốn giết rắn của ngươi, là rắn của ngươi muốn giết ta. Vớ vẩn. Người đàn ông tức giận nói, là do ngươi tự tiện xông vào cổ Vu tộc ta nên chúng mới vây công ngươi. Nếu ngươi không tự tiện xông vào, sao chúng có thể ra tay với ngươi? Diệp Huyên lạnh nhạt đáp lời, vị huynh đệ này, lúc ta đến đây, ta đã cảm nhận được ngươi đang ở trong bóng tối, thế nên ban đầu ta chủ động khai báo thân phận của mình là mong ngươi có thể xuất hiện. Đáng tiếc ngươi lại không xuất hiện, chẳng những không xuất hiện mà còn không để những con rắn ngươi nuôi lùi lại. Theo ta đoán là ngươi cố ý để chúng tới tấn công ta, tiếc là ngươi đã đánh giá thấp thực lực của ta, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông lập tức trở nên hơi khó coi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ta chỉ biết, ngươi không chỉ xông vào cổ Vu tộc ta mà còn giết rắn của ta. Ngươi đáng chết, ngươi. Lúc này, giọng người đàn ông im bặt, vì một thanh kiếm đã chống vào giữa hai đầu lông mày hắn ta. Vẻ phẫn nộ trong mắt người đàn ông đã biến thành hoảng sợ. Diệp Huyên quay mặt về phía bên phải cách đó không xa, thế nào, đây là cách tiếp khách của cổ Vu tộc sao? Chẳng mấy chốc, một ông lão bước ra từ phía đó. Ông lão nhìn Diệp Huyên, các hạ vừa đến cổ Vu tộc đã ra tay, nhìn thế nào cũng không giống khách. Diệp Huyên cất kiếm, cười đáp ta ra tay cũng vì tốt cho hắn ta. Ông lão lạnh nhạt hỏi, vậy ư, sao lại tốt cho hắn ta? Nói nghe thử xem. Diệp Huyên trả lời, ở bên ngoài, kẻ mạnh là vua, chắc hẳn các hạ cũng hiểu điều này. Vị huynh đài này biết rõ không đánh lại ta nhưng vẫn nhiều lần muốn khiêu khích ta. Thành thật mà nói. Nếu ra ngoài, với tính cách của hắn ta có lẽ sống không được mấy ngày, ông nghĩ sao? Trước mặt Diệp Huyên, người đàn ông tức giận quát, ngươi nghĩ ngươi là. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên lại chống giữa lông mày người đàn ông, hắn ta lập tức im bặt. Diệp Huyên nhìn sang người đàn ông, thấy mình yếu cỡ nào chưa? Nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần tiện tay là có thể. Yếu không sao cả, bởi vì chỉ cần cố gắng, ai cũng có thể từ yếu thành mạnh. Chẳng qua yếu còn kiêu ngạo chính là ngu xuẩn. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hắn ta cười khẩy, ngươi dám giết ta sao? Ngươi không dám, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên tung ra một kiếm. Xoẹt. Giữa hai đầu lông mày người đàn ông lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên xuyên thủng. Người đàn ông trợn to mắt, trong mắt tràn đầy khó tin. Diệp Huyên mỉm cười, ta dám, thật đấy. Không lừa ngươi đâu. Chương 587, là do hắn ta ra tay trước. Không chỉ trong mắt người đàn ông tràn đầy khó tin, ngay cả ông lão cách đó không xa cũng tỏ ra kinh ngạc. Hiển nhiên ông ta cũng không ngờ Diệp Huyên lại giết người. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi dám giết hắn ta.
Diệp Huyên cười nói, hắn ta tưởng ta không dám, ta chỉ muốn chứng minh rằng ta dám. Vẻ mặt ông lão khá dữ tợn, đây là cổ vu tộc, không phải Thương Kiếm Tông của ngươi. Diệp Huyên đáp lời, ta đã cho hắn ta hai cơ hội, tiếc là hắn ta không quý trọng. Nếu đã như vậy thì để hắn ta đi chết là được. Còn ông, nếu không phục thì cứ ra tay. Dứt lời, một thế mạnh mẽ trào ra từ trong cơ thể hắn. Thế kiếm hoàng. Khi nhìn thấy thế kiếm hoàng này, mặt ông lão lập tức biến sắc, ông ta nhìn Diệp Huyên với vẻ hơi khó tin, không ngờ ngươi lại là kiếm hoàng. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, giúp ta thông báo một tiếng, Diệp Huyên, đại diện Thương Kiếm Tông cầu kiến tộc trưởng cổ vu tộc. Vẻ mặt của ông lão có chút khó coi, Diệp Huyên đột nhiên lạnh mặt quát, mau đi đi chứ. Ông lão nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt sâu xa, sau đó quay lưng rời đi. Ở tại chỗ, Diệp Huyên nhìn người đàn ông vẫn chưa tắt thở hoàn toàn nằm dưới đất, lúc này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên một cách thù hằn. Diệp Huyên cười bảo, ngươi nghĩ cổ vu tộc sẽ báo thù cho ngươi ư? Không, họ sẽ không, bởi vì họ không dám. Kiêu ngạo. Phải nói rằng Diệp Huyên thực sự rất kiêu ngạo. Nhưng lần này là do hắn cố ý kiêu ngạo như vậy. Tất nhiên, sở dĩ giết người đàn ông là vì khi hắn vừa bước vào đây, người đàn ông đã có ý định giết hắn. Như hắn đã nói, người đàn ông đã phát hiện hắn khi hắn vừa đến đây, nhưng đối phương cũng không ngăn những con rắn độc lại, rõ ràng là muốn để những con rắn độc hắn ta nuôi giết hắn, tiếc thay đối phương đã đoán sai thực lực của hắn. Vì nể mặt cổ vu tộc, hắn cho người đàn ông hai cơ hội, nhưng hắn ta lại nghĩ hắn sợ. Có một số người như thế đấy, ngươi lùi một bước, hắn sẽ không nghĩ là ngươi khoan dung độ lượng, trái lại sẽ nghĩ là ngươi sợ hắn, sau đó sẽ được voi đòi tiên với ngươi. Loại người này có bao nhiêu, Diệp Huyên hắn sẽ giết bấy nhiêu. Cho ngươi cơ hội, ngươi không thể thích làm gì thì làm. Không lâu sau, ông lão khi nãy lại đi tới, ông ta nhìn Diệp Huyên, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Diệp Huyên gật đầu, làm phiền dẫn đường. Ông lão liếc nhìn thi thể người đàn ông dưới mặt đất, hơi thở hắn ta càng lúc càng yếu, hắn ta chậm rãi đưa tay về phía ông lão như muốn nói điều gì đó. Ông lão khẽ thở dài, ngươi nên giữ sự tôn trọng phải có đối với kẻ mạnh. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên đi vào rừng sâu phía xa. Tại chỗ, người đàn ông trợn to mắt lên, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Dưới sự dẫn đường của ông lão, Diệp Huyên đi vào một ngôi làng nhỏ. Khác hẳn với những ngôi làng bình thường, nhà ở đây đều được xây trên các cây cổ thụ lâu đời, hai bên làng có vài quán vỉa hè, ngoài hàng tạp hóa còn có một số của báu vật lạ, thậm chí Diệp Huyên còn nhìn thấy bảo vật bậc thiên. Hơi kỳ lạ. Ông lão dẫn Diệp Huyên đến trước một ngôi nhà trên cây. Ngôi nhà này rất lớn, lớn hơn rất nhiều so với những ngôi nhà trên cây khác, hơn nữa trên nóc nhà còn có một cặp sừng rất to và vài ký hiệu kỳ lạ bí ẩn. Trước nhà cây, ông lão khom lưng, tộc trưởng, người đã đến. Một giọng nói vang lên từ trong nhà cây, vào đi. Bên ngoài nhà cây, ông lão nhìn sang Diệp Huyên, sau đó Diệp Huyên bước vào. Bên trong nhà cây rất đơn giản, chỉ có vài chiếc ghế dựa gỗ và một chiếc bàn gỗ. Mà trước mặt hắn có một cô gái đang đứng, nhìn bề ngoài trông cô gái rất trẻ, nàng ta mặc bộ váy may bằng lá cây, váy chỉ dài tới gối. Dưới đầu gối là đôi chân ngọc trắng nõn, trong tay nàng ta là một cây mộc trượng. Hơi thở của cô gái sâu thẳm như biển. Cao thủ. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Cô gái quan sát Diệp Huyên, sau đó một uy thế mạnh mẽ đột nhiên đè lên Diệp Huyên. Trong nháy mắt, cơ thể Diệp Huyên như bị núi đè. Ầm. Một luồng thế kiếm hoàng mạnh mẽ trào ra khỏi cơ thể Diệp Huyên. Nó gắng gượng ngăn cản uy thế của cô gái, nhưng ngay sau đó cô gái bước tới trước một bước, sau một bước này, uy thế mà nàng ta phóng ra lập tức tăng gấp bội. Răng rắc. Trong chớp mắt, xương cốt toàn thân Diệp Huyên vang lên tiếng răng rắc. Mà hai chân Diệp Huyên cũng bắt đầu từ từ cong lại như sắp quỳ xuống. Thế kiếm hoàng không ngăn cản được. Vẻ mặt Diệp Huyên hơi dữ tợn, ngay sau đó chân phải hắn chống mạnh xuống đất. Ầm. Một lực lượng mạnh mẽ tỏa ra từ trong cơ thể hắn, lực lượng này cộng thêm thế kiếm hoàng không ngờ lại miễn cưỡng ngăn cản được uy thế mà cô gái phóng ra. Đại địa chi lực. Đối mặt với cao thủ thế này, Diệp Huyên không dám giấu dốt,
lập tức phóng ra đại địa chi lực. Trước mặt Diệp Huyên, cô gái nhìn hắn, thế kiếm hoàng, còn có đại địa chi lực này. Ngươi chính là Diệp Huyên, người bị liên minh hộ giới ra lệnh truy nã. Diệp Huyên gật đầu, là ta. Cô gái bước tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi giết người của cổ vu tộc ta. Diệp Huyên nghiêm mặt đáp, trời đất chứng giám, là do hắn ta ra tay trước. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, cổ vu tộc hay liên minh hộ giới mạnh hơn? Cô gái khẽ nhếch môi, ngươi muốn nói cho ta biết, liên minh hộ giới không dám giết ngươi thì sao cổ vu tộc ta có thể dám, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, tộc trưởng hiểu lầm. Lần này ta đến cổ vu tộc không hề có ác ý. Chương 588, vừa rồi là do kẻ hèn thất lễ. Ta đã bỏ qua cho tộc nhân của người hai lần, tiếc là hắn ta không quý trọng. Nếu tộc trưởng để ý chuyện này, ta cũng hết cách. Cô gái ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, nàng ta nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vệ nói với Trần Bắc Hàn, cổ vu tộc ta không thể liên minh với Thường Kiếm Tông các ngươi. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Chuyện khoa huyễn. Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Nhưng cô gái lại sững sờ. Người này không quan tâm gì sao? Đương nhiên Diệp Huyên hắn không quan tâm, cũng không phải nói hắn không để ý Thương Kiếm Tông, mà là hắn biết hai thế lực này có liên minh hay không, việc này không phải một người đệ tử như hắn có thể quyết định. Hắn đến đây, như Thương Viện đã nói, có thể là muốn để cổ vu tộc nhìn thấy thực lực của thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông. Chỉ thế thôi. Về phần liên minh có thành công hay không, đó là chuyện mà tông chủ Thương Kiếm Tông phải quan tâm. Diệp Huyên đi rất dứt khoát, hắn đi thẳng ra khỏi nhà cây, vừa định ngự kiếm rời đi thì lúc này, tộc trưởng cổ vu tộc bỗng lên tiếng, ngươi có biết cục diện của Thương Kiếm Tông hiện nay ra sao không? Diệp Huyên dừng bước, lắc đầu, không biết quá rõ. Tộc trưởng cổ vu tộc cười khẩy, mọi người đều đang theo dõi xem Thương Kiếm Tông ngươi và liên minh hộ giới ai thắng ai thua. Nhưng ngươi không biết bây giờ đã có rất nhiều thế lực đứng về phe liên minh hộ giới. Diệp Huyên lắc đầu, ta cũng chỉ là một đệ tử bình thường, những chuyện hệ trọng này đều là chuyện tông chủ Thương Kiếm Tông ta nên quan tâm. Tiền bối nói với ta cũng vô dụng. Tộc trưởng cổ vu tộc cười mỉa, vì ngươi nhất thời cậy mạnh, cổ vu tộc ta quyết định không liên minh với Thương Kiếm Tông ngươi. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì với Thương Kiếm Tông ngươi không? Diệp Huyên khẽ thở dài, tộc trưởng. Thứ cho ta nói thẳng, người đã có quyết định liên minh hay không liên minh từ trước rồi, ta nói đúng không? Cô gái nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Diệp Huyên lại nói, nhìn từ ngoài vào, liên minh hộ giới quả thật mạnh hơn Thương Kiếm Tông ta. Nhưng thanh thương giới có bao nhiêu người tin tưởng liên minh hộ giới? Để đạt được mục đích, liên minh hộ giới không tiếc hy sinh Thương Lan Châu và Thanh Châu, người có biết hai châu này gộp lại có bao nhiêu sinh mạng không? Nhưng nhiều sinh mạng như thế lại chẳng đáng một đồng trong mắt liên minh hộ giới. Liên minh với họ sẽ không có kết cục tốt. Cô gái lạnh nhạt nói, vậy thì cổ vu tộc ta sẽ chờ nghêu cò tranh nhau, làm ngư ông đắc lợi. Diệp Huyên cười bảo, liên minh hộ giới cũng vui khi các người làm vậy, bởi vì một khi họ xử lý xong những thế lực khá đối phó, còn lại các người, chẳng phải họ muốn bóp thế nào thì bóp à. Khi đó cổ vu tộc người muốn tìm người liên minh, các người sẽ tuyệt vọng phát hiện ra đã không còn ai có thể liên minh. Nói tới đây, hắn quay sang nhìn cô gái, bây giờ trung thổ thần châu đã có nhiều nơi hẻo lánh bắt đầu cạn kiệt linh khí, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đây là trò quỷ cho liên minh hộ giới làm. Nếu liên minh hộ giới thật sự muốn hủy diệt trung thổ thần châu, lúc đó cổ vu tộc người phải làm sao? Vào lúc này, một giọng nói bất chợt vọng vào từ bên ngoài, chuyện này không cần các hạ bận tâm. Người đi vào là một người phụ nữ xinh đẹp, hiển nhiên cũng là người của cổ vu tộc. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, cổ vu tộc ta không tranh quyền thế đã lâu. Chúng ta ở đây cũng không làm tổn hại đến lợi ích của liên minh hộ giới, họ sẽ không nhằm vào chúng ta. Diệp Huyên cười nói, nếu các hạ nghĩ không tranh quyền thế là một chuyện tốt, vậy thì ta cũng không còn cách nào. Có điều, xin lắm miệng một câu, trong thói đời thời nay. Nếu không có thực lực mạnh hoặc không có đồng minh mạnh, không tranh quyền thế nói trắng ra là chờ chết. Cổ vu tộc người, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi vẫn chưa mạnh đến mức không ai dám động vào. Người phụ nữ xinh đẹp cười khẩy, liên minh với Thương Kiếm Tông ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Nếu Thương Kiếm Tông ngươi thua,
Chẳng phải khi đó cổ vu tộc ta phải chôn cùng với Thương Kiếm Tông ngươi ư? Diệp Huyên gật đầu, người nói đúng, nếu Thương Kiếm Tông ta thua, đồng minh của chúng ta chắc chắn cũng sẽ xong đời. Nhưng làm chuyện lớn đương nhiên phải có nguy hiểm. Nhưng nếu như chúng ta thắng thì sao? Người phụ nữ xinh đẹp còn muốn nói gì đó, nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, những chuyện này là chuyện giữa các ngươi với tông chủ Thương Kiếm Tông ta. Diệp Huyên, ta chỉ là một đệ tử bình thường. Ta đã đến cổ vu tộc, cũng đã truyền đạt mục đích của tông ta cho các ngươi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Ta phải đi đây, tạm biệt. Nói xong, hắn đi thẳng ra khỏi nhà cây, sau đó ngự kiếm bay lên, chỉ chốc lát đã biến mất ở phía chân trời. Trong nhà cây, người phụ nữ xinh đẹp đang định nói thì lúc này, hai người đột nhiên đồng thời nhìn ra ngoài nhà cây. Ở phía chân trời xa xa, một tia kiếm quang chiếu xuống, người đến chính là Diệp Huyên vừa mới rời đi. Quay lại rồi ư? Hai người nhíu mày. Diệp Huyên đáp xuống trước nhà cây, sau đó hắn đi vào trong, thi lễ với hai người, vừa rồi là do kẻ hèn thất lễ. Xin hai vị đừng trách, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục tâm sự. Chương 589, không ra thì không ra. Đạo tắc. Sở dĩ Diệp Huyên quay lại là vì đạo tắc. Đại thần tầng 2 nói ở đây có hơi thở của đạo tắc. Vì vậy Diệp Huyên không thể không quay lại. Trong nhà cây, hai người cứ vậy nhìn Diệp Huyên, nhìn đến mức khiến hắn cảm thấy hơi mất tự nhiên. Người phụ nữ xinh đẹp bỗng lên tiếng, chẳng phải ngươi muốn đi sao? Diệp Huyên cười ngượng ngùng, không đi, ta mới đến cổ vu tộc đã bị nơi này hấp dẫn. Nếu hai vị không để ý, ta muốn ở đây thêm vài ngày. Chúng ta rất để ý. Người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên ngắt lời Diệp Huyên, con người ngươi miệng lưỡi trơn tru, cười đùa cợt nhả, không phải một người yên phận. Như ngươi đã nói trước đó, Thương Kiếm Tông ngươi có thể liên minh với cổ vu tộc ta hay không là chuyện của chúng ta với tông chủ nhà ngươi, còn ngươi đến từ đâu thì về lại chỗ đó đi. Diệp Huyên vội vàng nói, không, ta là đệ tử Thương Kiếm Tông, chuyện của Thương Kiếm Tông đương nhiên cũng là chuyện của ta. Hai vị tiền bối, trước đây hai người có thể có chút hiểu lầm về ta. Nhưng không sao, khi hai người thật sự quen biết ta, hai người sẽ phát hiện, thật ra ta là một người rất tốt. Nghe vậy, khóe mắt người phụ nữ xinh đẹp khẽ giật, sao mặt ngươi lại dày tới vậy? Diệp Huyên. Lúc này, tộc trưởng cổ vu tộc đột nhiên nói, hắn thích ở lại thì cứ để hắn ở lại đi. Người phụ nữ xinh đẹp đang định tiếp lời thì lúc này, Diệp Huyên thi lễ, đa tạ tộc trưởng. Tộc trưởng cổ vu tộc nhìn Diệp Huyên, ra ngoài đi. Hãy nhớ, đừng gây chuyện, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Diệp Huyên vội đáp, ta là người tốt, không làm bậy đâu. Nói xong, hắn ra khỏi nhà cây. Trong nhà cây, người phụ nữ xinh đẹp trầm giọng nói, người này có chút kỳ quái. Tộc trưởng cổ vu tộc hờ hững đáp, ta biết. Người phụ nữ xinh đẹp hơi khó hiểu, vậy tại sao tộc trưởng vẫn muốn cho hắn ở lại? Tộc trưởng cổ vu tộc trả lời, cổ vu tộc ta đã lâu không liên lạc với người ngoài, thế hệ trẻ biết rất ít về thế giới bên ngoài. Giữ hắn ở lại có thể để những người trong tộc được nhìn thấy thiên tài ở bên ngoài, để họ hiểu cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Người phụ nữ xinh đẹp khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, thật ra không chỉ thế hệ trẻ trong tộc, một số người già cũng nên ra ngoài xem thử thế giới bên ngoài, nếu không họ vẫn thật sự cho rằng cổ vu tộc ta là mạnh nhất ở thanh thương giới. Tộc trưởng cổ vu tộc bước tới trước nhà cây, nàng ta nhìn Diệp Huyên đang đi dạo lung tung ở phía dưới, người này miệng lưỡi trơn tru, ngươi phải trông chừng cẩn thận, đừng để hắn làm bậy. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, ta sẽ để ý hắn. Phía dưới, sau khi Diệp Huyên đi lòng vòng cả buổi, cuối cùng hắn ngồi lại bên đường, lúc này hắn đang nói chuyện với đại thần tầng 2. Đại thần tầng 2, có cảm ứng được không? Không, tầng 2 trả lời rất dứt khoát. Diệp Huyên xa sầm mặt, chẳng phải khi nãy người nói cảm ứng được lực lượng đạo tắc à? Đại thần tầng 2 lạnh lùng đáp, bây giờ thì không. Mặt Diệp Huyên càng u ám hơn, người đang đùa ta phải không? Tầng 2 đột nhiên chấn động dữ dội như đang nổi điên. Diệp Huyên im lặng ôm đầu. Mẹ nó cái tính tình gì thế này? Hở ra là tức giận, hở ra là nổi điên. Vấn đề là hắn vẫn chưa thể đắc tội nó. Quá ấm ức. Diệp Huyên rất muốn lôi nó ra đánh một trận, tiếc là trực giác mách bảo,
hắn tạm thời vẫn chưa đánh lại đại thần tầng 2. Sau khoảng 15 phút, đại thần tầng 2 cũng dừng lại. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó nói, trước đó người cảm nhận được, giờ lại không cảm nhận được, có khi nào đạo tắc kia bị thứ gì che giấu hơi thở không? Không trả lời. Diệp Huyên trầm giọng bảo, nếu tìm được đạo tắc, người sẽ có thể ra ngoài. Tầng 2 đột nhiên giận dữ quát, không ra thì không ra. Diệp Huyên. Phải nói rằng Diệp Huyên đã suýt bị nó làm sụp đổ. Không phải chỉ nói một câu thôi sao? Có cần phải tức giận tới mức này không? Mẹ kiếp, nó là trẻ con à. Sau một hồi, Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, đại thần tầng 2, đừng nóng giận. Chúng ta phải hợp tác, chỉ hợp tác mới có thể cùng có lợi. Một lát sau, đại thần tầng 2 trả lời, hơi thở của đạo tắc biến mất, nhưng ở đây chắc chắn có, ngươi tìm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, đạo tắc thứ hai này là đạo tắc gì? Đại thần tầng 2 lạnh lùng đáp, không biết. Diệp Huyên sầm mặt lại, nó còn tức giận sao? Lúc này đại thần tầng 2 lại nói, chuyện này ta thật sự không biết. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hỏi, người đang ở tầng 2, sao lại không biết chứ? Đại thần tầng 2 hỏi ngược lại, ngươi là tháp chủ, ngươi cũng không biết, tại sao ta nhất định phải biết? Diệp Huyên. Diệp Huyên không dây dưa với đại thần tầng 2 nữa, trước hết cần phải để nó bình tĩnh lại. Nếu không thì không thể nào nói chuyện đàng hoàng với nó được. Giờ hắn cũng phát hiện ra đại thần tầng 2 là một kẻ nhỏ mọn, ngươi không thể nói nó là nó sẽ nổi điên. Diệp Huyên đi dọc theo con đường. Trên đường đi, hắn gặp rất nhiều người cổ vu tộc. Không thể không nói nữ tử cổ vu tộc hơi khác với nữ tử bên ngoài, nữ tử ở đây khá cởi mở và nhiệt tình hơn rất nhiều. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại trước một quầy vỉa hè nhỏ. Người bán là một cô bé chừng 12 tuổi, cô bé mặc bộ váy hoa nhí xanh lam, trên đầu buộc vài sợi roi, thứ cô bé bán là những ống trúc dài bằng cánh tay. Diệp Huyên hơi tò mò chỉ vào những ống trúc đó, tiểu muội muội, trong đây là gì? Cô bé nhìn Diệp Huyên, trong đó đựng xương, xương sớm. Xương. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó hỏi, có tác dụng gì? Cô bé nhẹ giọng đáp, đương nhiên là để uống. Diệp Huyên lại hỏi, bán thế nào? Cô bé giơ một ngón tay lên, 100 linh thạch cực phẩm một ống. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ giật, sao muội không đi cướp luôn đi? Một ống xương mà bán tận 100 linh thạch cực phẩm. Cô bé ôm hai chân, không nói lời nào. Chương 590, vị ương thiên. Diệp Huyên cầm lấy một ống trúc rồi mở ra, một mùi thơm phả vào mặt. Diệp Huyên thầm giận mình, hắn uống thử một ngụm. Nước vào cổ họng có vị ngọt mát. Một lát sau, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên hơi nghiêm túc. Bởi vì hắn phát hiện, sau khi nước này vào cơ thể, không ngờ nó lại bắt đầu thanh lọc tạp chất trong cơ thể, tất nhiên mức độ thanh lọc của nó còn thua xa khí hỗn độn của hắn. Nhưng điều này đã đủ khiến hắn cực kỳ sốc. Bảo vật tẩy tinh phạt tùy ở bên ngoài đều có giá trên trời. 100 linh thạch cực phẩm, quá rẻ. Diệp Huyên suy nghĩ. Sau đó nói tiểu muội muội, thứ này muội có bao nhiêu? Cô bé nhìn Diệp Huyên, hỏi làm gì? Lòng cảnh giác rất mạnh. Diệp Huyên cười đáp, muội có bao nhiêu, ta mua hết cho muội. Bởi vì thứ này rất tốt. Cô bé khẽ lắc đầu, thứ này rất khó thu thập, chỉ vài ống này, ta đã phải đi thu thập suốt 10 ngày đấy. Diệp Huyên ngồi xổm xuống, vậy ta mua hết. Nói xong, hắn lấy 1.000 linh thạch cực phẩm đưa cho cô bé. Cô bé ngẩn ra, sau đó vội vàng lắc đầu, chỉ cần 400, 400. Diệp Huyên cười bảo, giá trị thứ này của muội cao hơn 100 linh thạch cực phẩm nhiều, nói cho cùng ta vẫn kiếm lời. Cô bé nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng hỏi, huynh có thể giúp ta một việc không? Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cười hỏi, việc gì? Cô bé đột nhiên đứng dậy, sau đó kéo Diệp Huyên chạy về phía cách đó không xa. Một lát sau, cô bé dẫn Diệp Huyên đến một ngôi nhà trên cây, trong nhà cây có một ông lão đang nằm, vẻ mặt ông lão tái nhợt, hơi thở mỏng manh, rõ ràng bệnh tình đã nguy kịch. Cô bé ngoảnh đầu lại nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi suy tư, sau đó bước tới cạnh giường, hắn vừa tới gần giường đã ngửi thấy mùi hôi thối, đây là mùi thịt đang bắt đầu thối rữa. Thấy vậy, Diệp Huyên nhíu chặt lông mày. Bên cạnh hắn,
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt đầy khẩn cầu. Diệp Huyên khẽ thở dài, hắn lấy ra một viên đan tử nguyên đút cho ông lão. Sau khi nuốt đan tử nguyên, một luồng linh khí tinh khiết len lỏi khắp cơ thể ông lão, không lâu sau đó mặt ông lão bắt đầu trở nên hồng hào. Thấy vậy, cô bé mừng như điên, sau đó vội vàng quay sang dập đầu với Diệp Huyên. Diệp Huyên kéo cô bé dậy, xoa đầu cô bé rồi cười hỏi, phụ mẫu của muội đâu? Cô bé hơi cúi đầu, họ dẫn đệ đệ đi ra ngoài rồi. Diệp Huyên hỏi, chưa từng về sao? Cô bé lắc đầu, chưa ạ. Diệp Huyên nghe vậy thì cho mày. Lúc này, ông lão nằm trên giường bỗng lên tiếng, người trẻ tuổi. Diệp Huyên nhìn sang ông lão nhẹ giọng hỏi, đây là đan tử nguyên đúng không? Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ ông lão lại biết. Ông lão nhìn Diệp Huyên, một viên đan tử nguyên quý giá hơn nhiều so với cái mạng già của ta. Tại sao cậu lại chịu đưa nó cho một người sắp chết như ta dùng? Diệp Huyên chỉ vào cô bé, cười đáp, nhìn thấy cô bé như nhìn thấy được muội muội của ta. Cô bé nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Ông lão khẽ nói, lòng trắc ẩn. Diệp Huyên bảo, ta có việc phải làm, ta đi trước đây. Nói xong, hắn vừa định đi thì lúc này, ông lão đột nhiên nói, người trẻ tuổi, đợi đã. Diệp Huyên nhìn ông lão nhìn về phía cô bé, năm nha đầu này 3 tuổi, phụ mẫu con bé đã dẫn đệ nó bỏ đi. Nó là một đứa trẻ tội nghiệp, ông già ta đây cũng không sống được bao lâu nữa. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên nói, cổ vu tộc hẳn là sẽ chăm sóc cho cô bé, đúng không? Ông lão lắc đầu, ta không muốn con bé gặp chuyện gì bất trắc. Người trẻ tuổi, cậu sẵn sàng bỏ ra một viên đan tử nguyên cho ông già ta dùng chứng tỏ cậu tốt bụng, là một người có lòng thương người. Nếu con bé đi theo cậu chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Nói xong, ông ta cứ vậy nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nhìn sang cô bé. Cô bé hơi cúi đầu, hai tay nắm mép váy, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyên biết cô bé đang nghĩ gì, bởi vì hắn đã từng biết muội muội suy nghĩ gì, chuyện mà muội muội và cô bé trước mắt này gặp phải cũng không quá khác biệt. Diệp Huyên bước tới cạnh cô bé cười hỏi, muội có muốn đi theo ta không? Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, nước mắt rơi lã chã, nhưng cô bé lại lắc đầu ta muốn chăm sóc cho gia gia. Ông lão ở bên cạnh đột nhiên bảo, đi theo hắn. Cô bé nhìn ông lão chậm rãi nhắm mắt lại, nha đầu, đây có thể là lần duy nhất thay đổi được số phận của cháu. Còn gia gia không quan trọng, sau này cháu chỉ cần về thăm gia gia, thế là đủ rồi. Cô bé muốn nói thêm gì đó, nhưng ông lão lại lắc đầu, nếu cháu không nghe lời, gia gia sẽ chết ngay trước mặt cháu. Nước mắt cô bé cứ tuôn ra, cô bé chỉ biết trơ mắt nhìn ông lão. Ông lão vẫy tay với Diệp Huyên lại gần giường, ông lão lấy một quyển trục đen tuyển từ dưới người đưa cho hắn, tổ tiên để lại, nó được gia đình ta truyền qua nhiều thế hệ. Về phần có thể làm gì, mấy đời nhà ta vẫn chưa nghiên cứu được, cậu lấy đi đi. Diệp Huyên nhìn quyển trục, hắn do dự một lát, sau đó cất quyển trục rồi bước tới trước mặt cô bé, chúng ta đi thôi. Cô bé đột nhiên để 1000 linh thạch cực phẩm mà Diệp Huyên đưa trước đó lên mép giường ông lão, sau đó xoay người đi tới bên cạnh Diệp Huyên. Cô bé muốn kéo tay Diệp Huyên, nhưng lại có chút do dự. Diệp Huyên chủ động kéo tay cô bé đi ra khỏi nhà cây. Bên ngoài nhà cây, Diệp Huyên cười hỏi, muội tên gì? Cô bé trả lời, Vị Ương Thiên. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, ai đặt cho muội? Cô bé khẽ đáp, không biết ạ. Cô bé nói tới đây thì tạm dừng, sau đó ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, không hay sao? Diệp Huyên cười đáp, hay lắm. Lúc này cô bé do dự, muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, sao thế? Cô bé chỉ vào bụng Diệp Huyên, tháp kia, nguy hiểm. Diệp Huyên sững sờ. Chương 591, đây là bản đồ. Diệp Huyên hoàn toàn sững sờ. Vì hắn thật sự không ngờ cô bé trước mắt này lại biết trong cơ thể hắn có tháp. Cho tới nay, trong số các cao thủ hắn đã gặp ở thanh thương giới, ngay cả người đàn ông trung niên dưới đáy vực sâu nơi hắn lấy được đạo tắc không gian, đối phương cũng không phát hiện trong cơ thể hắn có tháp. Làm thế nào mà cô bé này lại có thể phát hiện? Diệp Huyên ngồi xổm xuống, hắn nắm lấy tay cô bé,
nghiêm mặt hỏi, sao muội lại phát hiện ra trong cơ thể ca ca có tháp kia? Vị Ương Thiên nhẹ giọng đáp, nhìn thấy. Nhìn thấy. Diệp Huyên cười gượng, muội nhìn thấy bằng cách nào? Vị Ương Thiên trả lời, chỉ là nhìn thấy thôi à? Diệp Huyên cười hỏi, vậy muội còn nhìn thấy gì không? Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên, cô bé hơi do dự. Diệp Huyên bảo, không sao, muội cứ nói đi. Vị Ương Thiên liếc mắt nhìn bụng Diệp Huyên, trong tháp có kẻ nguy hiểm. Diệp Huyên hỏi, muội có thể nhìn thấy người trong tháp? Vị Ương Thiên gật đầu. Diệp Huyên yên lặng. Vấn đề này khá phức tạp. Vốn dĩ hắn tưởng rằng cô bé này là một tiểu nha đầu bình thường, bây giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cô bé hoàn toàn không phải một nha đầu bình thường. Lúc này, vị Ương Thiên chợt hỏi, ca ca, ta nói sai rồi sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, không nói sai. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của vị Ương Thiên, sau này muội định làm gì? Vị Ương Thiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, trong mắt tràn đầy kiên định tu luyện. Tu luyện? Diệp Huyên cười hỏi, tại sao lại tu luyện? Vị Ương Thiên siết chặt hai tay, đôi mắt bất chợt đỏ hoe. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đừng khóc, nếu muội muốn tu luyện thì ca ca sẽ giúp muội, có điều muội phải hứa với ta, sau này dù có mạnh đến đâu, muội cũng không được làm bậy, hiểu không? Trực giác mách bảo sau này tiểu nha đầu trước mặt hắn có lẽ sẽ có thành tựu không thấp. Nếu loại người này từ nhỏ đã mất hy vọng vào thế giới, tạo thành tính cách cực đoan, nếu sau này cô bé có thực lực mạnh mẽ, có lẽ điều đó sẽ là một tai họa đối với thế giới này. Vị Ương Thiên nắm chặt tay Diệp Huyên ta sẽ không làm tổn thương ca ca. Diệp Huyên cười bảo, đi theo ca ca tìm một nơi nghỉ ngơi trước nhé. Nói xong, hắn kéo vị Ương Thiên rời đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyên tìm thấy một ngôi nhà trên cây không người ở. Trong nhà cây, hắn nấu vài món ăn, sau khi vị Ương Thiên nhìn thấy những món ăn này, cô bé lập tức chảy nước bọt, cứ vậy trơ mắt nhìn. Diệp Huyên bảo, mau ăn đi. Nghe vậy, vị Ương Thiên lập tức bắt đầu càn quét. Nhìn vị Ương Thiên ăn một cách điên cuồng, Diệp Huyên bỗng cảm thấy hơi đau lòng, vì tiểu nha đầu này chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Cũng giống như muội muội Diệp Liên của hắn. Trước đây khi hắn chưa lớn, hai huynh muội đã từng bữa no bữa đói, hoặc có khi cả ngày không được ăn gì. Nhiều khi thế giới này muốn tàn khốc bao nhiêu thì có tàn khốc bấy nhiêu. Và nếu một người không nỗ lực phấn đấu, thế giới này sẽ luôn tàn khốc với ngươi. Lúc này vị Ương Thiên như nghĩ tới gì đó, cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Huyên, huynh không ăn sao? Diệp Huyên cười nói, ăn chứ, chúng ta cùng nhau ăn. Nói xong, hắn cũng bắt đầu động đũa. Thấy vậy, trên mặt vị Ương Thiên lập tức xuất hiện một nụ cười. Cứ như thế, hai người nhanh chóng ăn sạch hết đồ ăn trên bàn. Sau khi dọn xong, Diệp Huyên lấy ra quyển trục mà gia của vị Ương Thiên đưa cho hắn. Hắn mở quyển trục ra, trên quyển trục có một số ký hiệu kỳ quái. Nhìn không hiểu. Diệp Huyên nghĩ ngợi, sau đó bấm đốt ngón tay, một giọt máu rơi vào quyển trục, nhưng nó không có động tĩnh gì cả. Đây là thứ gì? Diệp Huyên cau mày, không phải chỉ là một miếng da rách bình thường thôi sao? Nhưng lúc này, vị Ương Thiên bỗng lên tiếng, ca ca, đây là bản đồ. Bản đồ. Diệp Huyên nhìn sang vị Ương Thiên, sao muội biết là bản đồ? Vị Ương Thiên chỉ vào quyển trục, ta có thể đọc hiểu. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy tại sao lúc trước muội không nói với gia gia và tổ tiên của muội? Vị Ương Thiên lắc đầu, gia gia và những người đó quá yếu. Nếu nói cho họ biết có thể sẽ hại chết họ, còn ca ca thì khác, ca ca rất mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyên cảm thấy có chút xúc động, hắn nhẹ nhàng xoa đầu vị Ương Thiên, tiểu nha đầu thông minh. Trước đó ở trong nhà cây, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của ông lão kia, thật ra ông ta cũng không yếu. Ông ta là một ngự pháp cảnh, tiếc là đã đến cuối đời. Như vị Ương Thiên đã nói, nếu cô bé nói cho ông lão biết chân tướng, rất có khả năng sẽ hại ông lão. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó hỏi, muội biết cách đi không? Vị Ương Thiên gật đầu, có thể đi theo con đường này, ca ca muốn đi ạ. Diệp Huyên cười đáp, có nguy hiểm không?
Vị Ương Thiên lắc đầu, ca ca rất mạnh, có lẽ không có nguy hiểm đâu. Diệp Huyên cười nói, vậy thì đi. Dứt lời, hắn kéo Vị Ương Thiên rời khỏi nhà cây. Không lâu sau đó, hai người đi vào một dãy núi mênh mông. Trên đường đi, Vị Ương Thiên nắm chặt tay Diệp Huyên, thỉnh thoảng cô bé sẽ nhìn Diệp Huyên, nhưng khi Diệp Huyên nhìn sang, cô bé sẽ vội vàng rời mắt. Diệp Huyên lắc đầu cười, tại sao muội cứ nhìn lén ta thế? Vị Ương Thiên trả lời, ca ca là người tốt. Diệp Huyên nói, nhiều khi rất khó phân biệt người tốt với kẻ xấu. Chẳng hạn như ca ca là người tốt đối với muội, nhưng đối với người khác, ca ca rất có thể là một kẻ xấu, một kẻ cực kỳ xấu xa. Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên, sau đó hơi cúi đầu, dù sao ca ca cũng là người tốt. Diệp Huyên mỉm cười xoa đầu Vị Ương Thiên, không nói thêm gì nữa. Chương 592, Người trong quan tài. Thật ra đối với Diệp Huyên, nhiều khi hắn thật sự rất đồng cảm với những người thuộc tầng lớp thấp nhất, vì hắn cũng là người bò lên từ tầng chót. Hắn có thể hiểu, nhiều lúc một người không có thực lực phải sống một cách miễn cưỡng cỡ nào. Thậm chí là tuyệt vọng. Do đó khi nhìn thấy Vị Ương Thiên, hắn đã chọn giúp đỡ gần như không chút nghĩ ngợi, mà sự giúp đỡ này không có tính chất mục đích nào cả. Nhưng Diệp Huyên không biết, sở dĩ Vị Ương Thiên tin tưởng hắn như thế là vì cô bé nhìn thấu được điều này. Sau khoảng một canh giờ, Diệp Huyên và Vị Ương Thiên đi vào một thung lũng. Thung lũng rất rộng, núi hai bên cao vút tận mây. Sau khi vào thung lũng, cảm giác nhỏ bé tự nhiên nảy sinh. Lúc này, Vị Ương Thiên dừng lại, cô bé mở quyển trục ra nhìn hồi lâu, sau đó lại nhìn xung quanh, cuối cùng cô bé nhìn về phía vách núi bên phải. Ở đâu? Diệp Huyên hỏi. Vị Ương Thiên chỉ vào vách núi ở phía xa, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới vách núi đó có một cái khe nhỏ, nó như khe núi tự nhiên, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Diệp Huyên giữ chặt Vị Ương Thiên rồi ngự kiếm bay lên. Vị Ương Thiên vội vàng ôm lấy Diệp Huyên, vùi đầu sát vào ngực hắn, cô bé có chút sợ hãi. Diệp Huyên rất nhanh đã đến trong khe núi, trước mặt hắn không xa có một cánh cửa bằng đá. Diệp Huyên kéo Vị Ương Thiên bước tới, tay hắn chỉ một phát, một tia kiếm quang bắn ra. Vèo. Cánh cửa đá lập tức nứt ra, bên trong có một hố trời. Đúng thật là một tấm bản đồ. Diệp Huyên kéo Vị Ương Thiên đi vào trong cửa đá. Hai người men theo bậc thang đá đi thẳng xuống, chẳng mấy chốc đã tới trước một hồ nước, chính giữa hồ nước có một chiếc quan tài đang lơ lửng. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Cuối cùng Diệp Huyên nhìn chiếc quan tài phía trên hồ nước ở phía xa. Hắn đang định đi qua thì Vị Ương Thiên đột nhiên kéo hắn lại, cô bé lắc đầu, chỉ xuống dưới hồ nước, có thứ gì đó. Có thứ gì đó. Diệp Huyên thi triển thần thức, nhưng khi thần thức của hắn tiến vào trong hồ nước, nó lại lập tức biến mất không còn tung tích. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên có chút nặng nề. Không đơn giản. Sau một lúc do dự, Diệp Huyên đột nhiên nói, muội đợi ở đây nhé. Có sợ không? Vị Ương Thiên vội vàng gật đầu, nhưng sau đó cô bé lại lắc đầu. Diệp Huyên cười bảo, đừng sợ. Cho dù có chuyện gì, thứ bên dưới hồ nước chắc chắn cũng tìm ta trước. Nói xong, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Vị Ương Thiên, sau đó bay về phía quan tài cách đó không xa. Nhưng lần này hắn sử dụng khí hỗn độn. Giờ phút này, hơi thở toàn thân hắn hoàn toàn biến mất như không hề tồn tại. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã tới phía trên quan tài, bốn mặt quan tài được dán đầy lá bùa màu tím kỳ dị, những lá bùa này rải rác khắp quan tài, ngoài ra xung quanh quan tài còn có rất nhiều sợi dây màu đen, những sợi dây này như một tấm lưới đen bao trùm lấy cả quan tài. Đây là thứ gì? Diệp Huyên nhíu chặt mày, trực giác mách bảo hắn trong quan tài không phải thứ tốt lành gì. Diệp Huyên do dự một lúc, sau đó quay mặt về phía Vị Ương Thiên cách đó không xa, muội có thể nhìn thấu quan tài không? Vị Ương Thiên lắc đầu, có thứ gì đó che đậy. Thứ gì đó? Diệp Huyên nhìn chiếc quan tài dưới người mình, không cần phải nói, chắc hẳn là vì những lá bùa và sợi dây màu đen này, bởi vì hắn phát hiện, khi thần thức của hắn tiếp xúc với quan tài, nó sẽ lập tức biến mất. Có nên mở không? Diệp Huyên có chút lúng túng. Lúc này trực giác mách bảo, chắc chắn thứ trong quan tài không tốt lành gì, một khi mở ra sẽ có rắc rối lớn.
Nhưng vấn đề là nếu bây giờ rời đi, sao hắn có thể cam lòng? Hoàn toàn không cam lòng. Phía trên quan tài, sau khi Diệp Huyên chần chừ một lúc, cuối cùng hắn vẫn quyết định mở nó ra. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là hắn có lòng tin vào thực lực của mình. Bây giờ dù có đối đầu với cao thủ ngự pháp cảnh chân chính, hắn cũng có thực lực đánh một trận. Diệp Huyên gập ngón tay, một tia kiếm quang chém thẳng vào bên ngoài quan tài. Xoẹt. Những lá bùa và sợi dây đen trên quan tài bắt đầu rách ra, chỉ trong giây lát chúng đã từ từ biến mất. Sau khi bùa chú và sợi dây đen biến mất, Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đẩy nắp quan tài ra. Nắp quan tài nhanh chóng được đẩy ra, một nữ tử mặc bộ váy đỏ thẫm đang nằm trong quan tài. Mặt mày nữ tử trắng bệch, được trang điểm rất quyến rũ, dung mạo nàng ta đẹp tuyệt trần. Nữ nhân. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó cúi xuống, nhưng đúng lúc này, nữ tử đột nhiên mở mắt ra. Diệp Huyên lập tức hóa đá trên không trung. Giờ phút này, xung quanh yên tĩnh như đóng băng. Chương 593, ta không hề nhờ ngươi giúp. Cô gái áo đỏ nằm trong quan tài lặng lặng nhìn hắn với vẻ vô cảm. Diệp Huyên vội cười làm lành, quấy dày rồi. Hắn toan đẩy nắp lại thì một cánh tay đã vươn ra chặn lấy, đồng thời một luồng ánh sáng đỏ như máu bao trùm lấy hắn. Diệp Huyên khẽ biến sắc, cấp tốc thối lui đến bên vị Ương Thiên, bị cô bé níu chặt lấy cánh tay. Hắn nhìn về phía đầm nước, thấy cô gái áo đỏ đang chậm rãi bay lên khỏi quan tài, vạt áo dài thướt tha không khác gì áo cưới. Khi đôi mắt lạnh lùng của nàng ta dõi xuống, Diệp Huyên siết lấy kiếm trong tay, vội vàng thốt lên trong nội tâm, đại thần tầng 2 có muốn ra ngoài thể hiện chút không? Ai ngờ đại thần chỉ cười khẩy một tiếng hệt như đang lấy nỗi khổ của hắn làm niềm vui rồi không nói năng thêm gì. Diệp Huyên đen cả mặt, cảm thấy vị này chẳng đáng tin chút nào cả. Đúng lúc ấy, cô gái áo đỏ là bay xuống đến trước mặt hai người. Thấy ánh mắt nàng ta vẫn không rời khỏi mình, Diệp Huyên làm bộ cười, chúc mừng tiền bối đã tỉnh lại, không cần cảm ơn ta gì đâu, dù sao khuyết điểm duy nhất của ta là lấy giúp đỡ người khác làm vui mà. Nhưng nếu tiền bối muốn cảm tạ thì cho ta đại món bảo vật cấp thiên nào cũng được. Bỗng nhiên một trường từ cô gái áo đỏ ầm ầm bay đến, Diệp Huyên giật mình, vội vàng kéo vị Ương Thiên ra sau, đồng thời vung kiếm. Hắn không dám khinh thường cô gái này, vì vậy lập tức dùng đến nhất kiếm định sinh tử kèm cả kiếm ý ác niệm. Oành! Diệp Huyên bị vụ nổ đẩy lùi liên tục, đến trước vách núi mới gian nan dừng lại, không những thế còn ói ra một ngụm máu. Hắn nhìn lên cô gái, thầm cảm thán nàng ta mạnh thật. Cô gái lơ lửng giữa không trung nhìn Diệp Huyên rồi nhẹ nhàng vung tay. Chỉ trong chớp mắt, một tia nước vọt lên từ cái đầm dưới chân nàng ta, lao vun vút về phía hắn như một mũi tên rời cung. Diệp Huyên xông lên, vung kiếm chém xuống. Xoẹt. Đường kiếm phải chật vật lắm mới chém đứt được mũi tên nước. Một cái bóng đỏ thình lình hiện lên trước mắt, Diệp Huyên không chút do dự lại nhấc kiếm chém. Oành. Một bóng người bay ra ngoài. Đó là Diệp Huyên. Vừa tiếp đất xong, vị Ương Thiên đã hớt ha hớt hải chạy đến víu chặt lấy tay hắn, gương mặt tràn đầy lo lắng. Thấy cô gái áo đỏ lại sắp ra tay, Diệp Huyên bỗng đứng dậy khoan đã. Nàng ta quả thật dừng lại, nhìn hắn như đang chờ đợi câu trả lời. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta cứu cô ra ngoài, cô lại muốn dồn ta vào chỗ chết, có phải quá đáng lắm không? Nàng kia vô cảm hỏi lại, ta có nhờ ngươi sao? Diệp Huyên. Ta không hề nhờ ngươi giúp. Nàng ta lắc đầu, đoạn nâng tay lên đưa về phía hắn. Không gian quanh Diệp Huyên lập tức biến thành màu đỏ máu. Thủ đoạn gì thế này? Hắn biến sắc, không dám khinh thường, lập tức nắm tay phải lại tù. Không gian quanh hắn và vị Ương Thiên co lại, tạo thành một cái lồng nho nhỏ, ngăn cách hết thảy những tia năng lượng đỏ kia. Cô gái áo đỏ nhíu mày, ngươi đang dùng thủ đoạn gì? Diệp Huyên đẩy vị Ương Thiên ra sau lưng, nói thần thông không gian. Sau khi quan sát hắn một phen, nàng kia bỗng thốt lên, ngươi đi đi. Không đánh nữa à? Diệp Huyên ngạc nhiên hỏi lại. Tất nhiên là được, nếu ngươi muốn. Trước vẻ vô cảm của nàng ta, Diệp Huyên lắc đầu như chống bỏi, không, không muốn.
Khi hắn toan kéo vị Ương Thiên chạy đi, cô gái bỗng lên tiếng, vì sao ngươi tìm được nơi này? Diệp Huyên do dự một hồi mới lấy tấm bản đồ ra. Là hắn, đôi mắt nàng ta híp lại khi nhìn thấy nó, đoạn hỏi, ngươi là hậu nhân của hắn? Diệp Huyên vội lắc đầu, không, ta chỉ tình cờ nhặt được nó thôi. Cô gái áo đỏ nói, ngươi giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Diệp Huyên hỏi với vẻ dè dặt. Nàng kia nhìn thẳng vào mắt hắn, dõng dạc nói, cho ta một đứa bé. Một đứa bé? Diệp Huyên ngây ra như phỗng, một khắc sau nhảy dựng lên như bị giẫm phải đuôi, không không không. Như vậy sao được, Diệp Huyên ta không phải hạng người tùy tiện đó, không được. Cô gái áo đỏ cả giận quát lên, ngươi nghĩ đi đâu đấy? Ta bảo ngươi tìm một đứa trẻ đến cho ta. Vậy sao cô không nói rõ, khóe miệng Diệp Huyên cứng đờ. Thấy sắc mặt cô gái đã trở nên âm u, hắn vội cười, tiền bố tìm một đứa bé làm gì? Chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng, không liên quan đến ngươi. Thế là hắn lắc đầu, vậy ta không giúp tiền bối được. Ánh mắt đối phương lạnh đi, ngươi muốn chết. Diệp Huyên chỉ nghiêm túc đáp lại, tiền bối có biết ta là ai không? Chương 594, tham kiến đại lão. Không đợi cô gái trả lời, hắn đã đáp ngay tắp lự, ta là ứng cử viên cho chức tông chủ đời kế tiếp của Thương Kiếm Tông. Cô có biết Thương Kiếm Tông không? Không à, thế thế cô đã nghe qua kiếm chủ thương giới chưa? Cô gái lạnh nhạt hỏi, sao? Ngươi định uy hiếp ta? Diệp Huyên chỉnh lại, không, ta chỉ muốn cho tiền bối biết rằng, nếu ta có mệnh hệ gì, Thương Kiếm Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đối phương vẫn hờ hững, ngươi nghĩ ra ta sợ Thương Kiếm Tông. Hắn nghiêm túc đáp, tiền bối, chúng ta thật sự không cần thiết phải căng thẳng đến vậy. Cô nói thử xem cô cần ta tìm một đứa trẻ đến để làm gì. Cô gái áo đỏ nhìn hắn hồi lâu mới chịu mở miệng, ta sắp rời khỏi thế giới này, vì vậy muốn có người tiếp nhận được truyền thừa bí thuật cổ vu của ta. Nghe đến đó, Diệp Huyên vội chỉ vào bản thân, la toáng lên, ta nè tiền bối. Ta đây thiên phú dị bẩm, ngài truyền hết bản lĩnh cho ta cũng được. Vị Ương Thiên liếc nhìn hắn, che miệng cười trộm. Cô gái áo đỏ quắc mắt, sao ngươi có thể vô liêm sỉ đến thế? Diệp Huyên lại vẫn làm bộ nghiêm túc, ta nào có giỡn đâu tiền bối, ta nói thật đấy. Nếu ngài truyền lại bản lĩnh cho ta nhất định sẽ không bôi nhọ nó. Ta... Đối phương khoát tay, truyền thừa của ta chỉ có thể cho nữ. Diệp Huyên lập tức nín thinh, sau đó bày ra vẻ đề phòng nghiêm ngặt, kéo vị Ương Thiên ra sau lưng mình. Bầu không khí giữa hai bên như đọng lại. Cô gái áo đỏ liếc hắn một cái rồi hỏi vị Ương Thiên, ngươi có bằng lòng nhận ta làm sư phụ hay không? Cô bé ngơ ngác một hồi, nhìn lên Diệp Huyên. Sắc mặt hắn giờ phút này trầm như nước, có lẽ ngay từ đầu mục tiêu của người phụ nữ này chính là vị Ương Thiên, nếu không cô ta đã có thể sai hắn đi tìm người bên ngoài. Hắn thấp giọng hỏi, vì sao tiền bối chọn con bé? Liên quan gì đến ngươi? Lại là câu trả lời lạnh nhạt ấy. Diệp Huyên dứt khoát dắt vị Ương Thiên đi. Đứng lại. Cô gái lạnh lùng thốt lên, ngươi thật sự muốn chết chứ gì? Diệp Huyên cũng không vừa, lập tức mỉm cười khiêu khích, cô tưởng ta sợ cô thật à? Vừa dứt lời, hắn đã xông lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, một luồng uy áp cuồn cuộn tỏa ra. Uy áp của một kiếm hoàng. Nhưng cô gái chỉ nhếch mép cười nhạt, một kiếm hoàng còn con mà cũng dám ngông cuồng trước mặt ta. Nàng ta nâng tay lên nhưng chưa kịp ra chiêu thì bị một giọng nói cắt ngang, con đồng ý theo người học tập. Cô gái lập tức dừng lại, nhìn vị Ương Thiên, thật chứ? Cô bé gật đầu, nhưng, người không được làm hại đại ca. Đối phương lập tức chê bai, tên này miệng mồm dẻo quẹo, da mặt dày hơn tường thành, người đi theo hắn sớm muộn gì cũng học xấu. Nhưng vị Ương Thiên nhất quyết lắc đầu, đại ca là người tốt. Trông chẳng có chỗ nào tốt cả. Diệp Huyên. Cứ thế, vị Ương Thiên bắt đầu theo cô gái áo đỏ học tập, mà Diệp Huyên vì không yên tâm nên cũng ở lại. Nàng ta bảo hắn trông không giống người tốt, hắn thấy nàng ta mới là người xấu. Nhưng dù sao thực lực của nàng ta là không thể nghi ngờ. Mấy ngày kế tiếp, hắn phát hiện nàng ta thật sự đang dốc lòng dạy vị Ương Thiên. Mà khả năng học tập của cô bé chỉ có thể dùng hai từ khủng khiếp để hình dung, gần như là học gì hiểu nấy ngay, đến cả sư phụ còn phải khiếp đảm.
Nhưng nàng ta còn vui vẻ gấp bội. 5, 6 ngày trôi qua. Một hôm nọ, cô gái áo đỏ bỗng gọi Diệp Huyên đến. Vị Ương Thiên tung tăng chạy đến nắm lấy tay hắn, phấn khởi reo lên, đại ca nhìn này. Cô bé nhẹ nhàng phất tay về phía đầm nước, một xoáy nước xuất hiện. Bàn tay nhỏ lại nâng lên, nước trong đầm lại tạo thành một hình người trông y hệt như Diệp Huyên. Diệp Huyên xem mà ngây ngẩn, sau đó mới lắc đầu cười, giỏi quá. Lời khen của hắn khiến vị Ương Thiên càng thêm phấn khích. Cô gái áo đỏ bỗng lên tiếng, nha đầu, đi ngồi thiền ngẫm lại những gì ta mới dạy đi. Vị Ương Thiên gật gật, chạy đến một góc ngồi xuống. Khi cô bé an vị rồi, nàng ta mới hỏi Diệp Huyên, ngươi có biết lai lịch thật sự của con bé không? Diệp Huyên thành thật lắc đầu. Chân mày đối phương nhíu chặt lại, ánh mắt khẽ đánh về phía cô bé con đang đả tọa, con bé không phải người thường. Diệp Huyên gật gù, ta biết. Ta muốn cho con bé trở thành tộc trưởng cổ vu. Lần này hắn kiên quyết phản đối, không được. Cô gái lạnh lùng hỏi, vì sao không? Diệp Huyên thấp giọng đáp, ta không muốn con bé bị cuốn vào lốc xoáy quyền lực. Nàng ta im lặng trong chốc lát rồi nói, ta chỉ nói thế thôi. Bỗng nhiên Diệp Huyên hỏi, cô là người phương nào? Một ánh mắt liếc xéo qua, cổ vu tộc do ta sáng lập, ngươi nói ta là người phương nào? Phút giây sững sờ trôi qua, hắn cuống quýt thi lễ tham kiến đại lão ạ. Chương 595, tiền bối có thể giúp ta một chuyện nhỏ không? Không thể không nói, hiện giờ trong lòng Diệp Huyên vẫn cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì hắn không ngờ rằng cô gái áo đỏ đứng trước mặt lại chính là người sáng lập của cổ vu tộc. Cô gái áo đỏ nhìn vị Ương Thiên ở cách đó không xa, nói, một người bình thường không thể có tốc độ tu luyện và năng lực học tập của con bé được, chính ta cũng không nhìn thấu. Nói tới đây, nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên, giống như việc ta không nhìn thấu được ngươi vậy. Diệp Huyên cười đáp, ta đâu có gì mà không nhìn thấu. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Huyên thật cẩn thận, không nói gì cả. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiền bối, ta có một thắc mắc này, vì sao tiền bối lại bị giam giữ trong quan tài? Cô gái áo đỏ mặt không cảm xúc, đáp ta bị người khác giam giữ. Diệp Huyên nhíu mày lại, với thực lực của tiền bối. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Huyên, thường thì người làm ngươi bị tổn thương không phải là kẻ địch của ngươi mà là người thân nhất, người ngươi tin tưởng nhất. Diệp Huyên im lặng không nói gì. Không cần phải nghi ngờ gì cả, cô gái áo đỏ ở trước mặt bị người thân nhất phản bội. Cô gái áo đỏ búng tay một cái, một chiếc nhẫn đen nhánh bay tới trước mặt Diệp Huyên, đây chính là nhẫn tộc trưởng của cổ vu tộc, ngươi dẫn con bé tới cổ vu tộc, bọn họ sẽ biết phải làm như nào. Diệp Huyên do dự trong giây lát, tiền bối, thứ cho ta nói thẳng, chỉ dựa vào một chiếc nhẫn mà muốn cổ vu tộc nhận cô bé làm tộc trưởng thì hình như không thực tế thì phải. Cô gái áo đỏ bình thản đáp, ngươi dẫn con bé tới đó thử một lần thì biết. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, vậy thì thử một lần xem sao. Nói xong hắn cười đê tiện, tiền bối, có gì ngươi không cần, ví dụ như linh khí bậc thiên chả hạn, nếu như có thì cho ta vài món đi. Cô gái áo đỏ lạnh lùng liếc nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu thật hả? Diệp Huyên. Cô gái áo đỏ nói tiếp, đừng có ý đồ gì với ta cả. Sao ta có những thứ rác rưởi kia được? Hơn nữa cho dù có thì cũng quá quý giá, không cho ngươi đâu. Cơ mặt Diệp Huyên giật giật, không có thì không có, có gì ghê gớm cơ chứ? 2 ngày hôm sau, Diệp Huyên chuẩn bị đưa vị Ương Thiên rời đi. Trong hang động, vị Ương Thiên hành lễ với cô gái áo đỏ một cái, sư phụ. Người không đi cùng con hay sao? Cô gái áo đỏ đang định nói gì thì sắc mặt nàng ta đột nhiên thay đổi, bởi vì nàng ta phát hiện ra tuổi thọ của mình lập tức bị trôi đi ít nhất 100 năm. 100 năm tuổi thọ. Dường như nghĩ tới chuyện gì đó, nàng ta nhìn về phía vị Ương Thiên, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Khi nãy cô bé này thi lễ với nàng ta một cái. Sau đó nàng ta bị mất 100 năm tuổi thọ. Cô gái áo đỏ nhìn vị Ương Thiên thật cẩn thận, sau đó nói, ta còn có việc khác phải làm, không thể cùng ngươi rời khỏi đây được. Nghe vậy, sắc mặt vị Ương Thiên lập tức sụt xuống, qua mấy ngày này, cô bé cũng có tình cảm với cô gái áo đỏ. Cô gái áo đỏ búng tay một cái, một luồng sáng đỏ đột nhiên chui vào giữa lông mày vị Ương Thiên ngẩn ra hồi lâu,
sau đó nhìn về phía cô gái áo đỏ, sư phụ, đây là... Cô gái áo đỏ nói, ta để lại cho ngươi một món bảo vật. Chờ khi ngươi đạt tới ngự pháp cảnh chân chính thì có thể lấy nó ra. Nói tới đây, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, mang hàm ý cảnh cáo. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, tiền bối cứ yên tâm, ta sẽ không thèm muốn bảo bối của cô bé đâu. Cô gái áo đỏ nhìn Vị Ương Thiên, phải có lòng đề phòng với bất kỳ ai, hiểu chưa hả? Vị Ương Thiên gật đầu một cái, ngoại trừ ca ca. Diệp Huyên cười lớn, vô cùng cao hứng. Cô gái áo đỏ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ta giao con bé này cho ngươi. Đối xử với con bé thật tốt đó, tương lai chắc chắn ngươi sẽ được lợi lớn. Diệp Huyên giữ chặt Vị Ương Thiên, sau đó nói, nếu như tiền bối không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi đây. Nói xong hắn dẫn Vị Ương Thiên quay người rời đi. Lúc đi tới cửa, Diệp Huyên nghĩ tới chuyện gì đó, hắn đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người nhìn cô gái áo đỏ, tiền bối, có thể giúp một chuyện nhỏ hay không vậy, chỉ là một chuyện nhỏ ấy mà. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta thấy lục tôn chủ của liên minh hộ giới rất ngứa mắt. Tiền bối, ngươi có thể đánh gã một trận giúp ta hay không? Cô gái áo đỏ không nói gì cả. Diệp Huyên nhún vai, sau đó kéo Vị Ương Thiên rời khỏi hang động. Bên ngoài hang động, Diệp Huyên ngự kiếm phóng thẳng lên trời, Vị Ương Thiên ở phía sau ôm chặt lấy hắn, hiện giờ cô bé không còn cảm thấy sợ hãi như trước, ngược lại còn khá là hưng phấn. Trong hang động, cô gái áo đỏ im lặng hồi lâu, sau đó lẩm bẩm, rốt cục cô bé này là tồn tại như thế nào. Một lúc sau, cô gái áo đỏ nhìn khắp hang động một vòng, sắc mặt dần trở nên lạnh lùng u ám, cho dù ngươi chạy tới tinh vực vô tận thì chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Nói xong nàng ta biến mất không thấy đâu nữa. Cô gái áo đỏ không rời khỏi thanh thương giới mà đi tới núi hộ giới. Cô gái áo đỏ vừa mới tới núi hộ giới thì một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Người tới chính là lục tôn chủ của liên minh hộ giới. Lục tôn chủ nhìn chằm chằm vào cô gái áo đỏ, trong ánh mắt hiện vẻ kiêng kỵ. Cô gái áo đỏ nhìn lục tôn chủ, bình thản nói, ngươi chính là lục tôn chủ hả? Lục tôn chủ gật đầu, các hạ là. Cô gái áo đỏ không nói gì, đưa tay cách không khí ép thẳng về phía lục tôn chủ. Dưới cú ép này, không gian xung quanh lục tôn chủ vặn vẹo, tạo thành một đường cong quỷ dị. Thấy cô gái áo đỏ không nói gì đã ra tay, sắc mặt lục tôn chủ trở nên âm trầm lạnh lẽo, tay phải gã ta đột nhiên ép xuống phía dưới. Ầm! Một luồng sức mạnh to lớn từ trong lòng bàn tay gã ta bay ra ngoài, không gian xung quanh gã ta lập tức xuất hiện gợn sóng giống như sóng nước vậy. Đúng lúc này, cô gái áo đỏ đột nhiên biến mất không thấy đâu. Ở nơi xa, sắc mặt lục tôn chủ thay đổi, gã ta tung ra một cú đấm về phía trước mặt. Ầm! Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, toàn thân lục tôn chủ bay nhanh về phía sau chừng trăm trượng, khi gã ta mới dừng lại được thì không gian phía sau gã ta bắt đầu rạn nứt. Chấn vỡ không gian. Chương 596, tới đây để đánh ngươi một trận. Lục tôn chủ nhìn chằm chằm vào cô gái áo đỏ ở phía xa, rốt cục ngươi là ai hả? Vì sao lại tới liên minh hộ giới của ta? Cô gái áo đỏ nhìn lục tôn chủ, được người khác nhờ và tới đây đánh ngươi một trận. Dứt lời, hai tay nàng ta đột nhiên chắp ở trước ngực, sau đó nàng ta đột nhiên chém về phía trước một cái. Bù! Không gian trước mặt cô gái áo đỏ liên tục bị chấn vỡ, một luồng sức mạnh to lớn xé rách tất cả, ép thẳng về phía lục tôn chủ. Đồng tử lục tôn chủ co lại, không dám khinh thường chút nào. Tay phải gã ta vung lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cánh tay quét ra, cùng lúc đó, gã ta bước tới trước một bước, sau đó tung ra một chỉ. Dưới một chỉ này, không gian biến thành một vòng xoáy quỷ dị. Yên lặng trong nháy mắt. Ầm. Toàn bộ chân trời đột nhiên nổ vang, chấn động đất trời, ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi về sau mấy trăm trượng. Người đó chính là lục tôn chủ. Lúc này có máu tươi chậm rãi chảy ra từ khóe miệng lục tôn chủ. Lục tôn chủ nhìn chằm chằm vào cô gái áo đỏ, ai đã nhờ ngươi vậy? Mặt cô gái áo đỏ không chút cảm xúc, hắn tên là Diệp Huyên. Nói xong nàng ta quay người biến mất ở phía cuối chân trời. Lục tôn chủ đứng nguyên ở chỗ cũ,
sắc mặt vô cùng khó coi, một lúc sau, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng khắp chân trời. Lục tôn chủ hận Diệp Huyên thấu xương thấu tủy. Vốn gã ta đã có biện pháp đối phó với cô gái bí ẩn, có thể tiêu diệt được Diệp Huyên, nhưng hiện giờ lại xuất hiện Thương Kiếm Tông ra sức bảo vệ Diệp Huyên. Điều quan trọng chính là với tốc độ phát triển kinh khủng của Diệp Huyên, không bao lâu nữa, một khi Diệp Huyên trở thành kiếm tiên thì rất khó để diệt trừ hắn. Càng nghĩ thì sắc mặt Lục Tôn Chủ càng âm trầm. Một lúc sau, Lục Tôn Chủ quay người trở về trong đại điện, hai mắt gã ta từ từ nhắm lại, còn bao lâu nữa người của chúng ta mới tới. Trong một góc âm u hẻo lánh, một giọng nói vang lên, tối đa là 10 ngày. Lục Tôn Chủ lại hỏi, chuyện ở Thanh Châu còn cần bao lâu? Giọng nói kia lại vang lên, cũng cần tầm 10 ngày. Lục Tôn Chủ im lặng một hồi, sau đó nói, trước tiên lấy tâm bản nguyên của Thanh Châu, sau đó diệt Thương Kiếm Tông và Diệp Huyên. Nói xong biến mất khỏi nơi đó. Diệp Huyên dẫn theo vị Ương Thiên quay về Cổ Vu tộc, hắn dẫn vị Ương Thiên đi thẳng tới nhà cây của tộc trưởng Cổ Vu tộc. Trong nhà cây, tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn Diệp Huyên hỏi, có việc gì sao? Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn lấy chiếc nhẫn cô gái áo đỏ đưa cho hắn ra. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn này, tộc trưởng Cổ Vu tộc như bị sét đánh, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Một lúc sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi có được thứ này từ đâu vậy? Diệp Huyên đưa chiếc nhẫn cho vị Ương Thiên, sau đó nói, một vị tiền bối để cho cô bé này, không chỉ là như vậy, vị tiền bối đó trao toàn bộ truyền thừa cho cô bé. Nghe Diệp Huyên nói như vậy, tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn về phía vị Ương Thiên giữ chặt tay Diệp Huyên. Cô bé cũng đang nhìn tộc trưởng Cổ Vu tộc. Một lúc sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc đột nhiên nói, triệu tập tất cả trưởng lão. Không lâu sau, có tầm hơn chục người tập trung trong nhà cây. Bên trong hơn 10 người này có 7 cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Khi nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cũng khá giật mình, không thể không nói, hắn đã đánh giá thấp thực lực của Cổ Vu tộc rồi. Tộc trưởng Cổ Vu tộc nhìn Diệp Huyên, chúng ta có chuyện phải bàn. Diệp Huyên đang định nói gì thì vị Ương Thiên đã ôm chặt cánh tay hắn. Thấy vậy, tộc trưởng Cổ Vu tộc trầm giọng nói, vậy thì ở lại đi. Nói xong nàng ta nhìn mọi người có mặt ở đó, nói thử suy nghĩ của mọi người xem. Rất nhanh mọi người có mặt ở đó bắt đầu thảo luận, thỉnh thoảng mọi người sẽ đưa mắt nhìn vị Ương Thiên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Chừng một canh giờ sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc đi tới trước mặt Diệp Huyên. Chúng ta quyết định lập cô bé làm thiếu tộc trưởng Cổ Vu tộc, chờ khi cô bé trưởng thành thì sẽ để cô bé làm tộc trưởng của Cổ Vu tộc. Diệp Huyên nhìn về phía vị Ương Thiên, vị Ương Thiên rơi nước mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Diệp Huyên vội vàng ngồi xổm xuống, đang yên đang lành sao lại khóc. Vị Ương Thiên lau nước mắt trên mặt, không nói gì cả. Diệp Huyên cười nói, có phải là muội nghĩ ta không cần muội nữa không? Vị Ương Thiên gật đầu. Diệp Huyên cười nói, nếu như muội không muốn ở lại đây thì có thể đi cùng với ta. Không được. Tộc trưởng Cổ Vu tộc đột nhiên nói, cô bé không thể đi theo ngươi được. Diệp Huyên nhìn tộc trưởng Cổ Vu tộc, nàng ta trầm giọng nói, mặc dù cô bé đã nhận được truyền thừa của tổ tiên, thế nhưng cô bé chưa hấp thu được những truyền thừa khác, nếu như cô bé đi theo ngươi, ngươi là một kiếm tu, ngươi không thể giúp đỡ cô bé điều gì trong việc tu luyện cả. Nói tới đây, nàng ta nhìn vị Ương Thiên, ở lại nơi này, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vị Ương Thiên đang định từ chối thì tộc trưởng Cổ Vu tộc đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên, hắn cũng có thể ở lại Cổ Vu tộc. Nghe vậy, vị Ương Thiên lập tức do dự. Đúng lúc này, một người đàn ông đột nhiên chạy vào, khom người thi lễ với tộc trưởng Cổ Vu tộc, tộc trưởng, liên minh hộ giới phái người tới. Liên minh hệ giới. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu chặt mày. Chương 597, ông là một lão già xấu xa. Bầu không khí trong điện trở nên khá nặng nề. Một lúc sau, tộc trưởng Cổ Vu tộc đột nhiên nói, mời vào. Rất nhanh đã có một ông lão đi vào. Người tới không phải ai xa lạ, chính là Mạc Tu. Mạc Tu vừa tiến vào nhà cây thì ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, Mạc Tu đại trưởng lão, mấy ngày rồi không gặp, đã khỏe lại chưa? Mạc Tu bình thản nói, ta rất khỏe, không biết ngươi có khỏe hay không?
Diệp Huyên cười lớn đáp, ta rất khỏe, rất khỏe. Mặt Mạc Tu không chút cảm xúc, không biết ngươi cân nhắc chuyện ta nói ngày hôm đó sao rồi. Chuyện hôm đó. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó nói, chuyện gì vậy? Mạc Tu nhắm hai mắt lại, xem ra ngươi không hề suy nghĩ chuyện đó. Diệp Huyên lập tức hiểu ra, ý ông là chuyện bảo ta tới Liên Minh Hộ Giới làm thiếu tôn chủ hả? Mọi người. Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, Mạc trưởng lão, không chém gió với ông nữa. Mọi người cứ thẳng thắn với nhau đi, cho dù ta gia nhập vào Liên Minh Hộ Giới các ông sẽ yên lòng về ta hay sao? Sẽ không yên lòng, Liên Minh Hộ Giới các ông ắt sẽ chém giết một người ưu tú giống như ta, như vậy thì các ông mới yên tâm, có phải không hả? Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, hồi lâu sau mới nói, ăn nói lung tung, chỉ cần ngươi thật lòng gia nhập vào Liên Minh Hộ Giới chúng ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta tin ông mới là lạ, ông là một lão già xấu xa. Mạc Tu bình thản đáp, nếu đã như vậy thì lão phu sẽ không nói gì nữa. Nói tới đây, ông ta nhìn tộc trưởng cổ Vu tộc ở cách đó không xa, cổ tộc trưởng, chắc hẳn ngươi cũng biết mục đích lão phu tới đây chuyến này. Thương Kiếm Tông tội ác chồng chất, làm nhiều chuyện bất nghĩa, chúng ta. Ngừng lại đi. Diệp Huyên đột nhiên cắt ngang lời Mạc Tu, Mạc trưởng lão, nói gì thì cũng phải để ý tới lương tâm chứ. Sao Thương Kiếm Tông chúng ta lại chồng chất tội ác vậy hả? Nói tới đây, hắn đi tới trước mặt Mạc Tu, ta cảm thấy nếu như nói tội ác chồng chất thì có ai ở Thanh Thương giới vượt qua được Liên Minh Hộ Giới các ông chứ? Thương Lan Châu có bao nhiêu người? Bao nhiêu tính mạng? Bọn họ chết như nào hả? Bọn họ đều bị Liên Minh Hộ Giới các ông hại chết. Hiện giờ chẳng lẽ trong lòng ông không biết tình hình ở Thanh Châu là như nào sao? Mạc Tu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ngươi muốn chết. Vừa dứt lời, ông ta định ra tay. Diệp Huyên không hề sợ hãi chút nào, tay phải mở ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đúng lúc này, tộc trưởng cổ Vu tộc đột nhiên lên tiếng, từ từ đã. Mạc Tu ngừng tay, nhìn về phía tộc trưởng cổ Vu tộc. Tộc trưởng cổ Vu tộc bình thản nói, hai vị, nơi này không phải là Liên Minh Hộ Giới, cũng không phải là Thương Kiếm Tông. Diệp Huyên cười nói, biết rồi. Nói xong hắn lui qua một bên. Chương 598, tiền bối, ta nói không hề sai chứ. Đúng lúc này, Mạc Tu đột nhiên nói, cổ tộc trưởng, Liên Minh Hộ Giới có lòng mời cổ Vu tộc kết thành liên minh. Chúng ta rất có thành ý trong chuyện này. Không chỉ tìm một vùng bảo địa linh khí dư thừa cho các ngươi, còn cung cấp cho các ngươi một linh mạch ngọc phẩm. Trong vòng mấy chục năm sắp tới, cổ Vu tộc của ngươi không cần phải lo lắng tới vấn đề linh khí. Nghe vậy, đám người cổ Vu tộc ở nhà cây đều động lòng. Hiện giờ vấn đề lớn nhất cổ Vu tộc gặp phải chính là linh khí nơi đây bắt đầu khô kiệt. Đó cũng chính là lý do bọn họ bắt đầu tìm kiếm tới Thương Kiếm Tông. Bọn họ cũng muốn tìm được một khu bảo địa để có thể rời khỏi vùng núi này. Hiện giờ Liên Minh Hộ Giới lại đưa ra cái giá là thứ bọn họ cần. Diệp Huyên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lúc này Mạc Tu lại nói, không giấu gì các vị, ngoài cổ Vu tộc ra thì còn có rất nhiều thế lực và thế gia ở Thanh Thương Giới đều đã tỏ rõ thái độ đứng ở bên phía Liên Minh Hộ Giới chúng ta. Cho dù Liên Minh Hộ Giới chúng ta có giá tâm nhưng lão phu cam đoan, Liên Minh Hộ Giới chúng ta sẽ chứa nổi những người khác nữa, Thanh Thương Giới này lớn như vậy, có thể chứa được rất nhiều người. Đương nhiên. Nói tới đây, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên ở cách đó không xa, đương nhiên có một vài người, Liên Minh Hộ Giới không thể chứa chấp nổi. Diệp Huyên tươi cười, sau đó nhìn tộc trưởng cổ Vu tộc, cổ tộc trưởng, nếu như Mạc trưởng lão đã nói hết tất cả mọi điều thì ta cũng không nói gì thêm nữa cả. Cổ tộc trưởng và các vị trưởng lão hãy quyết định đi. Tộc trưởng cổ Vu tộc nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, nàng ta nhìn về phía Mạc Tu, Mạc trưởng lão. Bảo địa trong lời ông rốt cục nằm ở nơi nào? Mạc Tu cười nói, Nam Sơn, nơi đó vốn là sản nghiệp của Liên Minh Hộ Giới chúng ta, bên dưới lòng đất có một linh mạch ngọc phẩm, sau khi cổ Vu tộc đi ra ngoài có thể tới nơi đó. Trừ đó ra, trong tương lai cổ Vu tộc gặp phải chuyện gì thì đó cũng là chuyện của Liên Minh Hộ Giới chúng ta. Trong nhà cây, các vị trưởng lão cổ Vu tộc nhao nhao nghị luận, một lúc sau, tộc trưởng cổ Vu tộc trầm giọng nói, Mạc trưởng lão nói thật ư. Mạc Tu cười đáp, đương nhiên là thật.
Nhưng có một điều kiện nhỏ. Nói tới đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, người này là kẻ địch của liên minh hộ giới chúng ta, hiện giờ hắn có mặt ở đây, lão phu muốn mời các vị cùng nhau bắt lấy người này, chắc hẳn chuyện này không có vấn đề gì chứ. Nghe Mạc Tu nói vậy, vị Ương Thiên ở cạnh đó vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, cô bé nhìn chằm chằm Mạc Tu, sắc mặt vô cùng hung dữ. Thấy vậy, sắc mặt tộc trưởng cổ vu tộc trở nên khó coi, giết Diệp Huyên. Việc này đồng nghĩa với việc trở mặt với Thương Kiếm Tông đó. Không chỉ là trở mặt đâu, hai bên sẽ trở thành kẻ thù sống chết. Trong nhà cây, bầu không khí trở nên nặng nề. Diệp Huyên tươi cười, không nói gì cả. Lúc này Mạc Tu đột nhiên nói, sao hả, chẳng lẽ cổ tộc trưởng còn định hai lòng hay sao? Sắc mặt tộc trưởng cổ vu tộc âm trầm như nước, nàng ta đương nhiên hiểu Mạc Tu đang muốn nàng ta tỏ thái độ. Muốn được lợi ích thì đương nhiên phải trả giá. Sau khi im lặng một hồi, một vị trưởng lão cổ vu tộc đột nhiên nói, tộc trưởng, hãy quyết định đi. Những vị trưởng lão cổ vu tộc còn lại đều gật đầu, hiển nhiên bọn họ đều đã ăn ý đưa ra quyết định. Một lúc sau, tộc trưởng cổ vu tộc nhìn vị Ương Thiên ở bên cạnh Diệp Huyên tới đây. Vị Ương Thiên lắc đầu, giữ Diệp Huyên thật chặt. Cho dù cô bé vẫn còn nhỏ nhưng đã hiểu được tình hình hiện giờ. Cứ như vậy, một lúc sau, tộc trưởng cổ vu tộc đột nhiên trầm giọng nói, đừng đánh cô bé kia bị thương, cô bé ấy có tác dụng lớn với cổ vu tộc chúng ta. Vừa dứt lời, có mấy tên trưởng lão cổ vu tộc đột nhiên xuất hiện ở xung quanh Diệp Huyên. Đều là cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Hiển nhiên đó là quyết định của họ. Nghe tộc trưởng cổ vu tộc nói vậy, Mạc Tu lập tức nở nụ cười, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên, có nhìn thấy không? Chỉ cần liên minh hộ giới chúng ta muốn, bất kỳ thế lực nào ở thanh thương giới đều bằng lòng trở thành đồng minh của chúng ta. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc ở gần đó, làm phiền cổ tộc trưởng. Cổ tộc trưởng nhìn Diệp Huyên, nếu so sánh với Thương Kiếm Tông thì ta muốn đứng bên phe liên minh hộ giới hơn. Nói xong nàng ta định ra tay, lúc này Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, cổ tộc trưởng, người phải cân nhắc kỹ càng hơn đó. Sắc mặt cổ tộc trưởng dần trở nên lạnh lùng, ta đã cân nhắc kỹ càng rồi. Giết! Vừa dứt lời, chừng 10 luồng uy áp khổng lồ bao phủ lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó quay người thi lễ ra bên ngoài nhà cây, tiền bối, ta nói không hề sai chứ. Người chết như đèn tắt, chiếc nhẫn của người không có tác dụng gì đâu. Diệp Huyên vừa dứt lời, có một cô gái áo đỏ ở bên ngoài nhà cây chậm rãi đi tới. Chương 599, cút. Thật ra cô gái áo đỏ cũng không muốn ở lại cổ vu tộc. Nhưng Diệp Huyên cứ yêu cầu nàng ta ở lại, bởi vì hắn lo lắng chuyện này sẽ có biến. Điều hắn lo lắng không hề sai. Sau khi cô gái áo đỏ xuất hiện, sắc mặt đám người cổ vu tộc có mặt ở đó đều thay đổi, bởi vì trên vách tường của nhà cây có treo một bức tranh, bên trên bức tranh vẽ cô gái áo đỏ này. Tộc trưởng cổ vu tộc kinh hoàng nhìn cô gái áo đỏ, ngài. Cô gái áo đỏ đưa tay qua ép tới. Một luồng uy áp to lớn bao phủ lấy tộc trưởng cổ vu tộc, ngay sau đó, nàng ta quỳ rạp xuống. Trong nhà cây, sắc mặt các vị trưởng lão cổ vu tộc đều thay đổi, có một vài người định ra tay, đúng lúc này, tộc trưởng cổ vu tộc giận dữ hét lên, dừng tay. Tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng cổ vu tộc, chỉ thấy nàng ta vái thật sâu, bái kiến tiên tổ. Tiên tổ. Tất cả mọi người ở nhà cây đều ngây ra. Mạc Tu ở gần đó đều tỏ vẻ mặt khó tin. Cô gái áo đỏ đi tới trước mặt tộc trưởng cổ vu tộc, nàng ta từ trên cao nhìn xuống tộc trưởng cổ vu tộc, một người mù mắt như ngươi sao có thể lên làm tộc trưởng cổ vu tộc ta vậy? Tộc trưởng cổ vu tộc cúi đầu, không dám nói gì cả. Cô gái áo đỏ quét mắt nhìn đám người trong nhà cây, một vùng bảo địa quan trọng như vậy hay sao? Cổ vu tộc chúng ta cần người khác bố thí. Sao hả? Bao nhiêu năm như vậy, cổ vu tộc càng sống càng không có khí phách hả? Những người ở trong nhà cây đều không dám trả lời. Mạc Tu đột nhiên lên tiếng, các hạ, liên minh hộ giới chúng ta không hề bố thí, ta. Lúc này cô gái áo đỏ đột nhiên vung tay phải lên. Mạc Tu đang nói chuyện bị đánh bay ra bên ngoài. Mạc Tu ở bên ngoài, cách nhà cây chừng trăm trượng sợ hãi nhìn chằm chằm về phía nhà cây, ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Cút! Lúc này, giọng nói của cô gái áo đỏ từ trong nhà cây vang ra.
Sắc mặt Mạc Tu liên tục thay đổi, cuối cùng ông ta lạnh lùng nhìn nhà cây, sau đó quay người biến mất khỏi đó. Bên trong nhà cây, cô gái áo đỏ nắm chặt tay Vị Ương Thiên, nàng ta lạnh lùng nhìn đám người có mặt ở đó, từ giờ phút này trở đi, cô bé này chính là tộc trưởng Cổ Vu tộc, các ngươi có ý kiến gì không? Tộc trưởng Cổ Vu tộc cúi đầu, không dám nói gì cả. Lúc này, một vị trưởng lão Cổ Vu tộc đột nhiên nói, tiên tổ, ta có một chuyện không hiểu được, vì sao chúng ta phải từ chối ý tốt của liên minh hộ giới? Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Huyên, có thấy hắn không? Diệp Huyên ngây ra, có liên quan gì với mình? Vị trưởng lão kia nhìn Diệp Huyên, hỏi, không biết ý tiên tổ là gì? Cô gái áo đỏ bình thản nói, không nhìn thấy tiềm lực của hắn à? Vị trưởng lão kia do dự vài giây, sau đó nói, quả thực là hắn rất yêu nghiệt, thế nhưng liên minh hộ giới thế lớn, có lợi với chúng ta hơn, chúng ta. Ngu xuẩn. Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi không nhìn xa hơn hay sao? Hiện giờ hắn mới chỉ 19 tuổi đã có thể chém giết ngự pháp cảnh chân chính, cho hắn thời gian 10 năm, không, chỉ cần thời gian 5 năm, trong giới này, ngoại trừ một vài lão quái vật đặc thù ra thì có ai là đối thủ của hắn cơ chứ? Nếu như cho hắn 10 năm, toàn bộ thanh thương giới không có bất kỳ ai là đối thủ của hắn cả. Nghe vậy, Diệp Huyên ở cạnh đó có phần xúc động tiền bối, ta không biết được trong lòng người ta lại xuất sắc như vậy đó, trước đây chúng ta có đôi chút hiểu lầm, giờ chúng ta làm quen lại nhé. Ta tên là Diệp Huyên, không biết phải xưng hô với tiền bối như nào. Cô gái áo đỏ lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, cút. Diệp Huyên. Cô gái áo đỏ không để ý tới Diệp Huyên, nhìn tộc trưởng Cổ Vu tộc đang quỳ ở trước mặt, lợi ích nhất thời so với lợi ích lâu dài. Sau khi ta rời đi, Cổ Vu tộc đã suy sụp tới mức độ này rồi hay sao? Tộc trưởng Cổ Vu tộc ngày càng cúi thấp hơn, con cháu không có tài cán khiến tiên tổ xấu hổ rồi. Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, cô bé này chính là tộc trưởng Cổ Vu tộc, các ngươi phải hỗ trợ cô bé thật tốt, tương lai các ngươi sẽ nhận được ích lợi to lớn. Tộc trưởng Cổ Vu tộc vội vàng nói, xin nghe theo lệnh của tiên tổ. Cô gái áo đỏ nhìn về phía Diệp Huyên, ngươi đi theo ta. Nói xong nàng ta đi ra phía bên ngoài. Vị Ương Thiên vội vàng kéo nàng ta, cô gái áo đỏ mỉm cười, cùng đi nào. Nói xong, nàng ta kéo Vị Ương Thiên ra khỏi nhà cây. Diệp Huyên vội vàng ra ngoài theo. Trong nhà cây, mọi người nhìn nhau, không biết đang suy nghĩ gì. Bên ngoài nhà cây, cô gái áo đỏ nhìn Diệp Huyên, con bé không có bất kỳ ai thân tín ở trong Cổ Vu tộc, cộng thêm thực lực của con bé hiện giờ khá thấp, cho dù ở lại Cổ Vu tộc thì cũng sẽ không bị coi ra gì, chỉ như một con rối mà thôi. Vậy nên con bé cần sự giúp đỡ của ngươi. Diệp Huyên cười nói, tiền bối, ta dính vào sẽ khiến mọi chuyện thêm phần phức tạp, dù sao thì ta cũng là người ngoài. Cô gái áo đỏ bình thản nói, người ngoài gì chứ, tình cảm giữa ngươi và con bé này tốt như vậy, có thể so với huynh muội ruột thịt rồi, ngươi giúp con bé là chuyện hiển nhiên, cứ quyết định vậy đi. Nói xong nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ta nên rời đi rồi. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối muốn đi đâu vậy? Cô gái áo đỏ bình thản nói, đi giải quyết một vài ân oán trước đây. Còn nữa, cẩn thận liên minh hộ giới đó, thế lực này không đơn giản đâu, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong nàng ta biến mất khỏi nơi đó. Nói đi là đi. Vị Ương Thiên đứng tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn về phía cuối chân trời, đang định hành lễ cung tiễn thì một giọng nói từ phía chân trời truyền đến, không cần hành lễ, có lòng là được. Nghe vậy, vị Ương Thiên do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn hành lễ. Ở phía chân trời xa xôi, một tiếng thở dài vang lên. Diệp Huyên kéo vị Ương Thiên trở về nhà cây, lúc này người của Cổ Vu tộc vẫn ở đó, Diệp Huyên cười nói, Cổ tộc trưởng, nói một câu thật lòng thì cô bé này là một người thừa kế rất tốt đó, nếu như mấy người bồi dưỡng cho thật tốt, tương lai Cổ Vu tộc chắc chắn sẽ hưng thịnh. Cổ tộc trưởng nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên nhìn vị Ương Thiên, vị Ương Thiên căng thẳng về cùng, Diệp Huyên cười nói, đừng căng thẳng, mấy ngày tới ta sẽ ở đây. Nghe vậy, vị Ương Thiên lập tức nữ nụ kêu đi. Chương 600, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên sống ở Cổ Vu tộc, mỗi ngày ngoài việc làm bạn với vị Ương Thiên thì hắn còn có một nhiệm vụ khác, đó là tìm kiếm đạo tắc. Đại thần tầng 2 đã cảm nhận được hơi thở đạo tắc ở nơi này, chuyện này chứng minh ở đây chắc chắn có đạo tắc. Đáng tiếc là hắn tìm kiếm mấy ngày nhưng cũng không thấy. Trong quãng thời gian này,
Diệp Huyên cũng chú ý tới thái độ của Cổ Vu tộc với vị Ương Thiên, hắn phát hiện ra Cổ Vu tộc vô cùng tôn kính vị Ương Thiên, bởi vì thiên phú vị Ương Thiên thể hiện ra quá mức đáng sợ, hiện giờ toàn bộ Cổ Vu tộc đều coi cô bé là báu vật. Thêm hai ngày nữa, Diệp Huyên vẫn không tìm thấy tung tích của đạo tắc ở đâu, đại thần tầng 2 cũng không cảm nhận được hơi thở của đạo tắc nữa. Diệp Huyên định tiếp tục tìm kiếm nhưng đúng lúc này, đã truyền âm của hắn có động tĩnh. Nam Cung gửi tới. Thương Việt gặp chuyện rồi. Nam Cung gửi tin tới, Thương Việt tiến vào sơn mạch vạn thú, 4 ngày sau thì không có bất kỳ tin tức gì cả. Sau khi nhận được tin tức này, Diệp Huyên lập tức tới tìm vị Ương Thiên. Huynh phải đi à, vị Ương Thiên nắm chặt cánh tay Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, bằng hữu của ta có chuyện, ca ca phải tới đó xem sao. Vị Ương Thiên cúi đầu xuống. Diệp Huyên định nói gì thì đúng lúc này vị Ương Thiên đột nhiên buông tay ra, nói nhỏ ca ca phải cẩn thận đó. Diệp Huyên xoa đầu vị Ương Thiên, cười nói, ở đây tu luyện cho thật tốt, nếu có vấn đề gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể truyền âm cho ta. Vị Ương Thiên cười nói, vâng. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì tiếp cả, quay người ngự kiếm biến mất ở phía cuối chân trời. Vị Ương Thiên đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu sau vẫn chưa rời đi. Nếu khi khó khăn được ai đó giúp đỡ một lần thì suốt đời này sẽ nhớ mãi về người đó. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi Cổ Vu tộc thì tiến thẳng tới sơn mạch vạn thú. Hiện giờ Nam Cung cũng đang chạy tới sơn mạch vạn thú. Trên đường đi, sắc mặt Diệp Huyên trở nên có chút nặng nề. Hiện giờ hắn mới phát hiện ra nếu như liên minh hộ giới muốn kết minh với những thế lực này, đồng thời chịu trả thù lao nhất định, gần như những thế lực này sẽ không từ chối. Giống như ở Cổ Vu tộc, nếu như không có cô gái áo đỏ thì Cổ Vu tộc đã đứng về phía liên minh hộ giới. Bởi vì thực lực tổng hợp của liên minh hộ giới mạnh hơn Thương Kiếm Tông rất nhiều. Hiện giờ Thương Việt gặp chuyện, sợ rằng sơn mạch vạn thú đã chọn đội rồi. Vừa nghĩ vậy, Diệp Huyên lập tức thông báo cho tông môn. Thế nhưng không nhận được câu trả lời. Cho dù như vậy, Diệp Huyên vẫn tiến thẳng tới sơn mạch vạn thú. Thật ra sơn mạch vạn thú chính là vách ngăn giữa yêu tộc và nhân loại, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Cho tới giờ, thực lực chân chính của sơn mạch vạn thú và huyền môn vẫn là một điều bí ẩn. Một ngày sau, Diệp Huyên ngự kiếm đi tới sơn mạch vạn thú, dãy núi kéo dài tới mấy chục vạn dặm, núi nối liền núi, mênh mông không giới hạn. Sau khi tiến vào sơn mạch vạn thú, Diệp Huyên nhìn thấy rất nhiều biển cảnh báo, bên trên viết cấm nhân loại tiến vào đây. Hiển nhiên sơn mạch vạn thú không hề có thái độ gì tốt với nhân loại. Diệp Huyên tăng tốc độ, rất nhanh sau đó hắn đã tiến vào sâu trong dãy núi, khi hắn tiến tới lối vào một hẻm núi, một người đàn ông trung niên cao lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cường giả ngự pháp cảnh. Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệp Huyên, ngươi là ai hả? Diệp Huyên ôm quyền, Thương Kiếm Tông, Diệp Huyên. Diệp Huyên. Nghe thấy cái tên Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên kia nhắm mắt lại, ngươi chính là Diệp Huyên bị liên minh hộ giới truy nã hả? Diệp Huyên gật đầu. Người đàn ông trung niên kia bình tĩnh nói, ngươi tới sơn mạch vạn thú làm gì? Diệp Huyên nói, mấy ngày trước có một đệ tử Thương Kiếm Tông ta tới sơn mạch vạn thú xin gặp thú vương, đến nay hắn ta vẫn chưa đi ra ngoài, cũng không có tin tức gì cả, vãn bối tới đây để tìm người. Người đàn ông trung niên kia nhìn Diệp Huyên, đáp, hắn ta ăn nói lỗ mãng. Đã bị thú vương nhốt lại, nếu như Thương Kiếm Tông các ngươi muốn thì hãy mang 10 tỷ linh thạch cực phẩm tới chuộc người. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức trầm xuống. Hiển nhiên sơn mạch vạn thú đã lựa chọn đứng phe liên minh hộ giới. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta biết rồi. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên kia đột nhiên nói, đứng lại. Diệp Huyên dừng bước. Người đàn ông trung niên kia lạnh lùng nói, ngươi cho rằng đây là Thương Kiếm Tông hả? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Diệp Huyên cười nói, các hạ muốn giữ cả ta lại đây hay sao? Người đàn ông trung niên kia cười nói, đoán đúng rồi. Ngươi ngoan ngoãn ở lại hay để ta? Lúc này Diệp Huyên quay người tung ra một kiếm. Bù! Người đàn ông trung niên kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đầu đã bay thẳng ra ngoài. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ từ trong hẻm núi vang ra,
Ngay sau đó, từng luồng uy áp kinh khủng từ phía chân trời nghiền ép tới. Diệp Huyên xoay người bỏ chạy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.